Cho nên trong cuộc sống của chúng ta, phương tiện tuy nó không phải là cứu cánh nhưng nó không thể thiếu, phải không? Cái cứu cánh là gì? Là chúng ta biết sử dụng phương tiện này như thế nào, cái đó mới là cái cứu cánh. Vậy cái thân của chúng ta đây là cái thân tạm bợ, là phương tiện, nhưng cái cứu cánh của nó là chúng ta sử dụng cái thân này như thế nào trước khi nó hoại. Trước sau gì tất cả thân của chúng ta sẽ hoại, bệnh, già, đau, yếu, đủ kiểu hết, nhưng chúng ta không phí thân này, cái đó mới là cái tinh thần của người Phật tử. Vì vậy mà Đức Phật dạy, như một tràng hoa, như nhiều cánh hoa kết thành một tràng hoa. Cũng như thế, ở nơi thân sanh tử này, chúng ta làm được rất nhiều thiện sự. Quý bác lớn tuổi nha, có vị đã 80 tuổi rồi, từ Mỹ qua đây, ở đây cả mấy ngày nay, ở trên Tây Thiên cả tháng nay, thấy quý bác tưởng đâu là không làm được gì, vậy mà rỉ rả cũng làm được việc, lặt rau, quét nhà, thậm chí coi sóc, làm tour guide, hướng dẫn viên, ai tới lễ Phật dẫn lên chánh điện, dẫn đi thăm chỗ này chỗ kia. Thành thử ra trước khi thân hoại chúng ta sử dụng nó, và nếu chúng ta không biết cách thì chúng ta mãi mãi để nó cũ. Cho nên CT họ cũng rất happy, họ rất vui, họ giao được mình cái chỗ này. Và bây giờ các vị Pháp Hòa nghe kể là có những người già ngày xưa đã từng làm đám cưới trong nhà thờ này, ngày xưa đã từng đi lễ trong nhà thờ này, bây giờ họ đi ngang đây họ vui lắm, họ cảm ơn, họ nói là ngày xưa họ đã từng đi ra, họ còn trẻ, họ đám cưới trong nhà thờ này, họ đi lễ trong nhà thờ này, và hôm nay mình đã làm cho cái nơi này nó sạch, nó đẹp lên. Ngay cả trên Tây Thiên, Westlock, những người dân ở đó, ông thị trưởng ở đó, ông đến cảm ơn, ông nói cảm ơn mình đã chọn cái quận Westlock này để cho mọi người được biết đến cái thành phố đó, cái Westlock đó, tại vì nó là một cái county, nó là cái quận nhỏ ở bên đây, cách Edmonton 45 phút thôi. Cho nên thưa đại chúng, cho nên cái tâm nguyện của chúng ta là chúng ta phải làm gì để sử dụng được những khả năng của thân và tài trí của mình. Ai cũng có tài hết, phải không? Nhưng mà chúng ta có được cái linh động, có cái trí tuệ để sử dụng cái tài, cái khả năng của mình. Cho nên á, ngày mai đây chúng ta làm cái lễ gọi là lễ hoàn nguyện. Hoàn là gì? Là mình viên mãn, là hoàn tất cái tâm nguyện của mình, gọi là lễ hoàn nguyện. Có nhiều khi mình nguyện xây chùa, bữa nay chùa xây xong rồi, con làm cái lễ hoàn nguyện, tức là con hoàn tất cái lời hứa của con. Hôm nay con trở lại đây để con hoàn tất cái tâm nguyện đó. Có nhiều Phật tử phát nguyện, mẹ con hết bệnh, con ăn chay một tháng, gia đình con hết những cái khó khăn, con phủi tóc, cạo đầu, thí dụ vậy. Thì có nhiều vị lên chùa nói thầy, hồi đó con nguyện vậy, bây giờ xin thầy làm ơn, thầy làm lễ để con trả lễ cho Phật. Người trong Phật giáo mình không có dùng cái từ trả lễ. Trả lễ nó có tính cách giống như là mình lên xin xỏ Phật. Bữa nay là Phật cho rồi, bây giờ mình lên mà hối lộ. Hồi xưa mình hứa cúng gì đó, bữa nay mình cúng. Cho nên ở trong Phật giáo chúng ta không dùng cái từ trả lễ, mà chúng ta dùng cái từ là hoàn nguyện. Cho có nhiều vị lên nói hồi đó đi vượt biên, đi vượt biên rồi hứa tới nơi an toàn cạo đầu, mà giờ 40 năm rồi chưa cạo. Tâm lòng khó chịu. Pháp Hòa nói bây giờ cô sắp xếp, chú sắp xếp đi, hôm nào lên Pháp Hòa chú nguyện cho, để mình hoàn cái tâm nguyện, tức là mình trả lại cái lời hứa đó. Nhưng mà chữ là hoàn nguyện ở đây là ai bắt mình đâu, ai bắt mình ăn chay, ai bắt mình cạo đầu, ai bắt mình cúng quái gì đâu. Mình tự hứa à, mình tự hứa là bây giờ mình không làm, Phật cũng chẳng hề trách móc gì mình. Nhưng mà mình không làm cái tự nhiên thấy trong lòng mình khó chịu lắm. Tại vì giống như mình đã hứa cái gì rồi, dơ trển, mà mình chưa làm thì mình chưa hoàn mãn.
cho nên mình đến mình xin xuống tóc. Pháp Hòa nói nếu quý vị chưa làm được thì quý vị nguyện đi, con nhớ nhớ lời hứa của con, lời nguyện của con, nhưng mà khi nào đủ duyên, hoàn cảnh cho phép, con sẽ làm việc đó. Thật ra mình không nói cũng sao, nhưng mà tâm lý Pháp Hòa, tâm lý quý vị Pháp Hòa dẫn lên cho hứa, cho khất lại. Hứa trả nợ mà giờ chưa trả thì cho khất lại. Nhưng mà ở đây là hoàn nguyện là vậy, tâm nguyện mình hoàn tất rồi. Thật ra là Pháp Hòa không phải là người chịu trách nhiệm trực tiếp ở đây, nhưng mà sau này, sau 5 năm từ lúc mua là 2015 cho đến 2020 mà chưa đi đến đâu hết. Cho nên đầu năm 20, cuối năm 19 là Pháp Hòa nhận lời và đẩy cái chuyện này cho nó đi tới cho đến tháng 5 của 2020 là chúng ta khởi công xây cái chỗ này. Quý vị biết lúc đó dịch bệnh mà đâu có đi đâu được, phải làm lễ online. Ở bên này quý vị FaceTime, Pháp Hòa tập hợp đại chúng xuất gia ở tại chánh điện Trúc Lâm tụng kinh, tụng kinh thần thông qua tới đây. Rồi các bác lớn tuổi ở đây nhờ cái đức của các bác, nhờ cái phước của các bác làm lễ động thổ. Vậy quý vị thấy bây giờ mình tu mà có thần thông phải không? Ngồi chỗ mà động thổ được luôn. Đó. Giống như bây giờ quý vị thấy không? Pháp âm là mình vang, mình ngay trong giờ phút mình ngồi đây mà Phật tử thế giới cũng đang có mặt với chúng ta ở đây. Đó. Cho nên á, vậy thì cái truyền thông Internet này là một phương tiện, nhưng mà cái quan trọng là chúng ta biết sử dụng phương tiện. Và nó rất hiện đại, nhưng mà nó cũng rất hại điện. Không? Nó tiện cái này, nhưng chúng ta phải có trí tuệ vào đó, phải có từ bi vào đó. Nếu không thì chúng ta có thể mượn nó làm tất cả những điều sai quấy, lỗi lầm do cái hờn tức, giận dữ, phiền não của chúng ta để tác hại đến ai đó bằng những phương tiện truyền thông này. Nguy hiểm lắm. Vì vậy cho nên á, Tôn Ngộ Không là biểu tượng cho mọi linh động, trí tuệ, sáng suốt, hiểu biết, nhanh nhẩu, tất cả những cái hay. 72 thần thông biến hóa mà, muốn nhỏ là nhỏ, muốn lớn là lớn. Nhưng cuối cùng chính Tôn Ngộ Không cũng phải đeo cái vòng kim cô đó để mà có thể có được một con người của Ngộ Không. Mà vòng kim cô đó là gì? Đó là đạo đức, đó là từ bi. Bất cứ những gì chúng ta làm mà không có đạo đức thì cái đó nó không thể gọi là cái hay được, và không thể nào làm lợi cho chúng sanh được. Vậy thì đạo đức chính là gì? Chính là giới mà tất cả những người đệ tử Phật đều phải tuân giữ. Cư sĩ tại gia có 5 giới của cư sĩ, xuất gia có giới xuất gia, nam có giới của nam, nữ có giới của nữ, vân vân. Vậy thì tất cả những đệ tử của Phật đều phải có nền tảng đạo đức làm căn bản. Tại vì không có đạo đức thì mọi thứ nó hư hết. Mà đạo đức nhà Phật gọi là giới, vì có giữ giới là có đạo đức. Vì mình biết sao? Biết bỏ cái ác để tăng trưởng cái thiện, làm cái thiện. Cái trách nhiệm của một ngôi chùa, dù không có thầy trụ trì trực tiếp, nhưng tự mỗi người thành viên trong ngôi chùa đó cũng phải ý thức được bổn phận của mỗi người cư sĩ hay là người Phật tử Phật nói chung, là chúng ta phải học pháp, suy tư về pháp và hành những cái pháp mà chúng ta học, để làm cho cái ngôi chùa đó chúng ta vừa có nội dung mà vừa có hình thức. Thí dụ, cái nội dung là chúng ta đựng nước, nhưng hình thức là một cái ly. Rồi cái ly đó nó phải nói lên được cái lịch lãm của nó, cái để dưới cái trên một cái dĩa, rồi đậy cái nắp lại, rồi trọn vẹn rồi đó. Thật ra không có nắp cũng sao, không có dĩa cũng sao, nhưng mà cái chính là nước uống, nhưng để trọn vẹn, thể hiện được hình thức, thể hiện nội dung là kính mời ly nước.
cũng giống như mình mời khách, đem một cái tô phở ra, tô hủ tiếu ra, trang trọng để đàng hoàng, lấy giấy napkin để xuống, lấy đôi đũa cái muỗng sắp xếp lại, mình giúp đãi trên bàn, người ta vẫn cầm ta ăn. Nhưng nó chưa nói lên trọn vẹn cái hình thức và nội dung đó. Đệ tử của Phật là Ngài Mahanam. Thưa đại chúng, Ngài Mahanam là một trong những người thân thích trong hoàng cung của Đức Phật. Ông là người được vua Tịnh Phạn sai đi chiêu dụ Thái tử Sĩ Đạt Ta trở về sau khi Thái tử đi tu. Vua Tịnh Phạn nghe Thái tử Sĩ Đạt Ta ở đâu, sai người tới dụ. Nhưng mà rốt cuộc quý vị biết không, vua Tịnh Phạn làm ăn lỗ. Sai đi bao nhiêu người, đi bao nhiêu người tới thuyết phục Đức Phật, rốt cuộc Đức Phật thuyết phục các vị đi tu hết. Thì Ngài Mahanam là một trong những người đó. Ông là ở trong hoàng cung mà được vua Tịnh Phạn sai đi thuyết phục Thái tử trở về. Ví dụ như Thái tử đi tu như vậy là không đúng, thế này thế kia, nói tới đâu Phật để cho nói xong Phật thuyết pháp trở lại. Cuối cùng tỉnh ngộ hết, nói thôi giờ con quyết định ở lại đây tu với Ngài, không trở về để phục mệnh nữa. Thì Mahanam, thì cái bài kinh này á, là Đức Phật dạy cho Ngài Mahanam. Pháp Hòa xin rút một khúc chỗ này thôi, một đoạn chỗ này. Ngài Mahanam hỏi Phật: Bạch Thế Tôn, sao gọi là U Bà Tắc? U Bà Tắc là các vị cư sĩ đó. Tại vì âm theo tiếng Phạn là Upasika. Upasika là nam, còn nữ là Upasaka. Thì các vị dịch là âm là U Bà Tắc hay là U Bà Di, nghĩa là người cư sĩ nam nữ ở tại nhà. Nhưng mà nhớ, cư sĩ này có giữ giới. Cư sĩ của Phật tử, của Phật giáo là có thọ năm giới, có quy tam bảo. Thọ năm giới là gì? Cố gắng giữ năm điều đạo đức căn bản của con người, nền tảng của hạnh phúc. Đó là tránh sự giết hại, tránh sự trộm cắp, tránh sự tà hạnh, tránh sự lường gạt dối trá, tránh rượu chè cờ bạc bê tha. Rồi quý vị quán lại coi, có phải là nền tảng xây dựng hạnh phúc không? Có phải là đạo đức căn bản của mỗi người không? Vậy thì Đức Phật cho mình cái này đâu phải ép uổng gì mình, mà Đức Phật đang giúp cho mình xây dựng hạnh phúc gia đình. Ai người ta cũng muốn, ai cũng nói đó, mình cầu hôn đó, mình hãy đến với nhau để xây dựng hạnh phúc. Nhưng mà nếu chúng ta không có một cái phương thức để xây dựng hạnh phúc thì hạnh phúc này mong manh, dễ vỡ. Cho nên á, có được cái này làm nền tảng rồi thì xây dựng hạnh phúc tốt, cộng thêm những yếu tố của nhẫn nhục, của du hòa, cũng giống như là có kèo, cột, cửa nẻo vân vân, nhưng phải có ốc, vít, bản lề vân vân thì mới tạo nên được một căn nhà. Hạnh phúc cũng vậy, nền tảng xây dựng là năm giới. Và để năm giới đó được giữ trọn vẹn nữa, có hiểu, có thương, có du hòa, có nhẫn nhục, xây dựng hạnh phúc. Thì Ngài Mahanam hỏi Đức Phật: thế nào gọi là một vị cư sĩ? Bây giờ Pháp Hòa nói đơn giản, một vị cư sĩ. Thì Đức Phật dạy: người cư sĩ là sống trong sạch bằng cách giữ giới, và người đó có tính, mà tính không chưa đủ, phải có giới. Thế thì bây giờ nè, mình tin Phật, mình tin Phật nhưng mà mình không có thực hiện những gì Phật dạy thì mình không có được cái kinh nghiệm. Qua có một ông đến công quả cho chùa, thì Pháp Hòa vừa gặp cái mà hỏi thăm ông. Ông nói: trời ơi, ngày hôm nay tôi muốn một ngày rất là yên lắng hạnh phúc, nhưng không ngờ thằng con của tôi nó làm cho tôi nổi khùng lên. Giờ tôi phải chạy đi chùa để cho tôi hạ quả xuống. Thì chiều Pháp Hòa không nói gì hết, để chiều lát nữa nói chuyện với ông.
Thì trong khi mà đi tới đi lui làm việc với ông á, chuyện này nó xảy ra, chuyện kia nó xảy ra. Pháp Hòa mới nói, ông mới nói, ồ, tôi học được cái này. Pháp Hòa nói, đúng rồi, thiền con ông ở nhà nó cũng học, nó cho ông bài học từ sáng giờ mà ông không thấy. Đó. Tại vì mình cứ nghĩ là đối tượng nào đó mới cho mình học, còn cái đối tượng chọc mình giận tức không phải, không, đều là cho mình một bài học hết. Cái quan trọng là mình nhận ra được nó, giống như một bài toán thôi. Nếu mà người ta có câu trả lời thì đâu phải là bài toán nữa, mà nếu mà người ta có cái đáp án thì đâu phải là một bài toán, mà bài toán một câu hỏi là không có đáp án. Rồi từ đó mình sẽ làm việc với nó. Cho nên ở trong chùa các tổ sư hay thử mình kiểu đó lắm. Không nghĩ thiện, không nghĩ ác, thế nào là bản lai diện mục của Thượng Tọa Minh? Đó là câu hỏi của Lục Tổ Huệ Năng hỏi cho Ngài Huệ Minh. Không nghĩ thiện, không nghĩ ác, thế nào là bản lai diện mục của ông đó? Bản lai diện mục là gì? Là cái tâm chân thật, là cái mặt mũi xưa nay của mình. Mà tâm chân thật thì nó không khởi thiện, không khởi ác. Nó giống như nước lọc vậy đó. Nó giống như nước lọc vậy đó. Cho nên cái tâm chân thật yên lắng của mình chính là một chai nước lọc. Muốn pha cái gì đó tự mình pha, thấy không? Nhưng mà trong cuộc sống pha cái gì thì pha, nhưng bản chất vẫn không thể thiếu chai nước lọc. Vậy thì cuối cùng á, đơn giản nhất của mình là gì? Bình thường, nhẹ nhàng như nước lọc. Uống thì cứ đòi nước trà, cà phê, đủ thứ hết, nhưng thủy chung cơ thể cần gì nhất? Nước lọc. Vậy thì cái mà nhộn nhịp lâu lâu của mình rần rần như thế này, thí dụ vậy đấy, lâu lâu thôi chứ mỗi ngày chắc chết. Nhưng mà cuối cùng chúng ta vẫn trở về cái yên lặng, cái bình thường. Cho nên tại sao chúng ta lại sợ cái yên lắng bình thường? Chính nó là cái hằng ngày của mình mà. Bây giờ nói đơn giản là ngủ mà ồn ào sao ngủ? Ngủ là phải yên lắng mới ngủ được. Có nhiều người khó ngủ nha. Một tiếng động ngủ cũng không được, một ánh sáng ngủ cũng không được. Thế mới biết sự yên lắng rất cần cho chúng ta. Vậy mà đời sống hàng ngày chúng ta không hề yên lắng làm sao? Cho nên mình tụng kinh, mình niệm Phật, mình trì chú, mình ngồi thiền là tập cho mình sự yên lắng đó chứ. Tập cho mình sự yên lắng đó. Mình lấy một sâu chuỗi rồi mình ngồi mình niệm ba sâu Nam Mô Di Đà Phật là lúc đó mình không niệm gì nữa hết. Mặc dù thỉnh thoảng mình còn đi ra, thí dụ mình đang niệm Phật vậy nè, cái mình nói ủa hồi nãy đi chợ về 50 biết cất đâu rồi. Nó nhớ vậy đó. Rồi cái thì nhớ trực lại là quay trở lại. Nó giúp cho mình đến khi nào mà tâm mình bình an rỗng rang, à chừng đó mình biết mình vẫn có được những giây phút chân thật đó chứ. Cho nên nó tại vì Thượng Tọa Minh là rượt theo Ngài Lục Tổ để tìm y bác, nói ông trả lời được tôi câu hỏi tôi đưa cho ông y bác. Và Ngài Huệ Minh nói tôi rượt tới đây không phải là tôi tìm y bác, mà tôi nghe đến cái đạo hạnh và cái tuệ của Ngài, cho nên tôi muốn đến hỏi đạo. Lúc này về Ngài Huệ Minh nói, có muốn đến hỏi đạo, vậy ông hỏi đi để tôi hỏi cho. Ngài Lục Tổ khai thị cho Ngài bằng cái câu nói đó. Mình nghe thì mình thấy có một cái gì đó rất là cao siêu, giải đáp không được, nhưng mà đơn giản vô cùng. Xin phép đại chúng mà nói vậy nè, mình sắp sửa đi đâu là mình ăn mặc rất là đẹp, nhưng mà cuối cùng về tới nhà làm gì? Tẩy trang, thay một bộ đồ đơn giản nhất để mình mặc. Và lúc đó mình cảm thấy sao? Thoải mái quá, đúng không? Vậy thì cái lúc mình thoải mái đó là bản lai diện mục của mình đó. Cái lúc mà mặt mình không còn cái gì trên này nữa hết á, có thể nó trắng nhấp, có thể nó xanh dờn, có thể nó như thế nào đó, nhưng mà chính giây phút đó là cái bản lai diện mục. Tại vì mình để mấy cái đó còn trên mặt ngủ khó chịu lắm, phải tẩy nó đi. Cho nên cái lúc mình bình thường nhất. Cho nên hỏi đạo là gì? Nói cho nhiều đó rủ cuộc, đạo là cái đơn giản vô cùng.
Đói đến thì ăn, mệt ngủ liền. Trong nhà, trong tâm mình sẵn có được cái bình an chân thật đó, mà mình đừng đi tìm kiếm nữa. Mà mình cứ chạy đi tìm hoài thì các ngài thường hay quở mình đó, cởi trâu đi tìm trâu, đeo cái mắt kiến trên mắt đó mà cứ đi tìm cái mắt kiến, cầm chìa khóa trong tay mà chạy đi tìm chìa khóa. Có không? Có đó, là mình đó. Không, đeo sâu chuỗi trong người mà trời ơi sâu chuỗi tôi đâu rồi, vân vân. Cho nên á, có tính có giới. Ngài nói có tính chưa đủ, phải có giới. Tại vì mình tin Phật mà mình chưa biết phải làm gì để mình bày tỏ niềm tin đó. Chữ bày tỏ đây không phải là lấy điểm với Phật nha, mà mình phải chứng minh cho người khác ở cái tin của mình là sao. Thí dụ ha, Pháp Hòa nói ví dụ vậy nè, có nhiều khi người thân mình á cản trở không cho mình đi chùa, thậm chí mình đi xuất gia người thân không cho luôn, nhưng mình quyết chí mình đi tu và mình nói rằng sống ở ngoài khổ lắm, không hạnh phúc, không an vui, không phải đi tu mới hạnh phúc an vui, rốt cuộc đi tu rồi khổ hơn nữa. Vậy thì mỗi ngày mình tu mà mình không có an lạc là biết tu trật rồi đó. Đơn giản vậy thôi. Tu làm sao mà ngày nào không có an lạc mà ngày nào cũng phiền não trong lòng là biết mình tu trật rồi đó. Cái cách đi, cái cách sống của mình nó trật rồi đó. Phật dạy mình nấu cơm, mình nấu làm sao mà giờ mình bực bội với cái nồi cơm của mình đó. Đầu lúc nào cũng láng o, không bao giờ thấy tóc. Mà không biết bài kệ phủi tóc có độc không? Cạo sạch mái tóc, nguyện cho mọi người vượt hết phiền não độ thoát cho đời. Mình lấy cái dao la lam lên mình cạo tóc mà mình có đọc bài kệ đó không? Rồi, giờ yêu cầu phải có nội dung, phải có hình thức đọc kệ phải không? Đọc kệ có hình thức nhưng hiểu được nội dung đó không? Sống được với cái nội dung đó không? Mình đi chùa mình làm công quả cũng vậy thôi à. Đi chùa để đi tìm công quả, để tạo phước. Tại vì nghe pháp là mở trí, mà phụng sự cho đại chúng là tạo phước. Nhưng mà cũng dễ giận, dễ hờn, dễ phiền não, dễ trách móc. Cuối cùng mình cũng làm nó trật đường rầy đi. Cho nên tính giới. Mà giới không chưa đủ, phải nỗ lực tinh cần tinh tấn. Bây giờ mình tin Phật rồi nè, quy y thọ giới rồi nè, mà không siêng năng, không tinh cần. Cũng giống như á, mình tin là mình có khả năng làm ăn nè, mở quán làm ăn nè, mà không có siêng mở cửa. Muốn mở giờ nào mở, muốn đóng giờ nào đóng, không có siêng năng tiếp khách gì hết. Mà người ta thương quý cái nghề thương khách, sắp sửa đóng cửa mà người khách cuối cùng bước vô cũng phải tiếp. Phật tử phone lên chùa hỏi: Thầy, chùa chừng nào đóng cửa? Cô nói: Dạ, chùa không có đóng. Thật ra chùa đóng, nhưng mà người ta hỏi vậy nghĩa là ta muốn tới chùa. Nói: Dạ, tới lúc nào cũng được, người ta cần mình phải mở cửa. Có nhiều vị đi clean, hồi xưa cái thời mà người Việt mình còn đi clean khuya office mấy cái chỗ, 3 giờ sáng gọi vô chùa: Thầy, giờ này vô lễ Phật được không? Không lẽ nói: Dạ mai đi, thầy đang ngủ. Dạ được. Phật tử gọi vô chùa: Chùa còn đồ chay không? Hết, cũng nói còn. Chạy xuống bếp chuẩn bị liền. Người ta ăn chay được mình mừng, dù chỉ là một bữa chay. Người ta ăn được một bữa chay là lợi sinh. Mà bổn phận của mình, nhiệm vụ của mình là làm sao khai mở cho được cái chỗ hạnh phúc, cái chỗ. Pháp Hòa mà không phải Hòa khoe mà Hòa kể thôi. Nhiều khi một cái lễ quy 5-7 chập, lát 5-10 người, lát 5-10 người, mà thiệt sự không quy y mất. Không có cơ hội trở lại. Cho nên nhiều khi Pháp Hòa đang ngồi trong phòng, mấy cô gõ cửa, mấy thầy gõ cửa, nó có Phật tử ở xa tới thăm thầy, rồi ngồi nói chuyện, hồi cái các vị nói: Giờ con phát tâm muốn quy y. Thật sự ra các vị biết Pháp Hòa không có ham có đệ tử gọi là đông đảo gì như mình thường suy nghĩ.
đông là phải nhiều đó. Nhưng mà cái lòng Pháp Hòa đơn giản thôi, chỉ cần Phật tử phát tâm hướng Tam Bảo, các vị có về đâu nhưng các vị vẫn giữ trong lòng mình bây giờ là đệ tử Phật, hướng tâm về Tam Bảo. Cái mục đích của mình là làm sao cho Phật tử hướng tâm. Tại vì khi họ có cái hướng rồi đó thì họ biết đường họ đi. Và mình trao cho họ cái bản đồ của năm giới. Mình trao cho các vị đó bản đồ của năm giới, mà chỉ cần các vị sống một phần của năm giới thôi, hạnh phúc gia đình bắt đầu có mặt, an lạc nơi tự thân có mặt. Ngày nào Pháp Hòa cũng hạnh phúc lắm, được nuôi dưỡng bằng những cái email, bằng những cái phone. Nếu mà con không nghe được những bài pháp thoại, con biết giờ cuộc sống con đi về đâu, tội lỗi con tới chừng nào, nghe bao nhiêu đó thôi đủ vui rồi. Dù có bao nhiêu cái mệt nhọc, nhưng mà những gì mình nói mà người ta tiếp nhận được, người ta ứng dụng được. Thưa đại chúng, tu mà không có siêng năng tinh tấn tu không được. Cho nên có tính, có giới, phải có nỗ lực tinh cần. Không phải tu không, bất cứ ngành về gì. Pháp Hòa nói với mấy bạn trẻ hoài, trên con đường thành công không có dấu chân của người lười biếng. Có ai lười biếng mà thành tựu được cái gì bây giờ? Cho nên phải siêng năng, phải tinh tấn. Mà cái chữ tinh tấn của nhà Phật á, mình tạm nói cái chữ siêng năng á, chứ cái chữ tinh tấn nó còn hay hơn chữ siêng năng nữa. Tại vì sao? Tại vì chữ tinh là gì? Là mình tin tường cái sự việc đó. Cho nên bây giờ mình quyết tâm, mình tiến bộ trên con đường đó thì gọi là tinh tấn. Pháp Hòa ví dụ như á, đại chúng biết là mình đi trên con đường này, là mình biết rất rõ con đường này để dẫn tới cái chỗ đó, thì ai có phone nói cái gì, nhiều khi cái bản đồ nó nói tùm lum hết trơn, mình biết chắc đường mình đi trúng rồi, nó nói gì nói mình cứ đi thôi. Nhiều khi cái họ tính theo cái tuyến đường đó, máy móc mà. Cho nên mình đã tin cho con, mình tin tấn, mình tin tường cái con đường mình đi rồi thì cứ như thế mà đi. Cho nên tính, giới, siêng năng, rồi phải có gì? Bố thí. Ở đây Phật dạy bố thí là mình hiến tặng, dù chỉ là một công việc rất nhỏ. Quý bác lớn tuổi, quý bác không làm được gì, quý bác lặt rau. Ở nhà đó quý bác hiến tặng hoài chứ gì. Có nhiều khi nó về già rồi đâu làm được gì, già được quét nhà nè, lau bàn nè, dọn cái chén, lấy cái tô, đều là hiến tặng hết. Cho nên chùa hay treo câu phụng sự chúng sanh là cúng dường chư Phật. Bất cứ một cái gì mình làm đều là phẩm vật dân cúng hết. Một lời lành mình nói ra đều là sự hiến tặng. Tại vì thay vì một lời nói khắc nghiệt, mình nói một lời lành. Hồi chiều này mấy thầy mấy chú vô phòng thăm Pháp Hòa, thì chỉ trong vòng có vài phút thầy trò trao đổi, nhưng Pháp Hòa có nói chuyện với mấy chú và nói: chúng sanh, con người hiện nay, người ta hướng về cái chỗ luận bàn thị phi nhiều lắm. Cho nên mình là người tu, mình cố gắng, mình làm được những gì trong khả năng của mình để cảm hóa, để hướng tâm. Quý vị biết không, Pháp Hòa đưa một cái ví dụ đơn giản. Mình ngồi dưới đó, mình nhìn lên đây thôi đó, xấu đẹp gì nãy giờ nó cũng sẽ bắt đầu nó nhảy ra trong cái tâm thức của chúng ta. Bình hoa cắm gì xấu quá, hết kiếm Phật nào để ông Phật rầu rĩ quá. Thí dụ vậy. Tức là đó là cái tâm của chúng sanh. Mình thấy cái gì là mình luận cái đó. Người giàu mình cũng nói theo người giàu, người nghèo mình cũng nói theo người nghèo, người xấu mình cũng nói, người đẹp mình cũng nói, người trẻ mình cũng nói, người già mình cũng nói, người cao mình cũng nói, người thấp mình cũng nói. Tại vì cái đó là cái tập nghiệp của mình, chứ không có gì hết á. Không có gì tội lỗi đâu nha. Nhưng mà cái đó là cái cách sống của chúng sanh, cho nên là gây lộn hoài là vậy đó. Rồi phiền não nhau hoài.
Cho nên mình tu để mình làm gì? Tại sao mình có nhiều cái thời giờ phải làm? Để mình giảm cái đó đi. Mình giảm cái đó. Mà mình giảm cái đó đó thì trong lòng mình nó, tại vì trong lòng mình nó có cái đó, cho nên nó mới phát hiện ra lời nói và hành động. Mà chỉ cần mình như vậy thôi là mình đã là một sự bố thí. Có nhiều khi mình lên xe mình nói rỉ rả, nói người ta mệt luôn, người ta nói nín giùm tôi 5 phút được không, là ta đang xin mình bố thí đó. Ê, xin mình bố thí cho 5 phút yên lặng đó. Cho nên đại chúng đi nghe pháp mà tắt cái phone đó là quý vị bố thí cho hội chúng một cái nguồn năng lượng yên tịnh, không phiền não. Rồi mình bớt đi cái sự trộn rộn đó, mình làm cho người khác, có nhiều người người ta khó tính. Và có nhiều vị người ta sẽ bị phân tâm. Cho nên cái sự nhẹ nhàng làm việc của mình đều là một sự đóng góp hết. Pháp Hòa hay tập bất cứ đi đâu, làm cái gì, nhìn ngó cái gì, Pháp Hòa đều appreciate, biết trân quý những gì người khác làm. Nhiều khi Pháp Hòa đi ngang, cái Hòa thấy bữa nay cái chỗ đó được làm rồi, cái chỗ đó được làm rồi, mình cảm lắm. Tại vì mình biết rằng có những người trong thầm lặng đã thấy được những điều mình muốn làm, các vị làm. Và thậm chí mình chỉ hơi nhẹ một cái ý, các vị làm. Cho nên trong lòng vào trân quý cái đó lắm. Và mình sống mà mình biết trân quý như vậy đó. Mà mình biết trân quý thì mình biết giữ gìn. Mà mình biết giữ gìn được cái vật chất thì mình giữ gìn được cái nội tâm của mình. Cho nên nhiều khi có những vị đi tu sau 10 ngày, 2 tuần rồi yên lặng trong lòng, muốn giữ được cái yên lặng đó. Khó lắm mà, đi về nhà rồi đâu phải dễ. Cho nên có những vị về tới nhà nuôi dưỡng lại được cái thời gian tu ở chùa, nuôi dưỡng được thêm 5-7 ngày nữa, rồi bắt đầu mới trở lại cái không khí trộn rộn của bình thường. Nói như vậy thì không phải Đức Phật nói là mình làm này không đủ, kia không đủ. Nhưng mà ở đây Đức Phật muốn nói như nãy Pháp Hòa ví dụ vậy đó. Cái chính vẫn là miếng nước, nhưng để thể hiện trọn vẹn cái ly nước, vừa tình cảm của mình là cái nội dung, thể hiện cái nội dung qua cái ly nước. Cho nên mình để thêm cái nắp hay là mình để thêm cái dĩa vậy đó. Quý vị thấy cái bàn này, thật ra thì cái bàn là để ngồi, để vật lên đó, nhưng để nói lên cái trang trọng cái mình kiếm cái bàn mình trải vậy thôi à. Cái ghế mình dục ra đó miễn có ngồi thôi chứ. Nhưng nếu mình để cái ghế ra cho nó đàng hoàng, nó dơ thì mình lau, cái tự nhiên người ta cảm thấy có một sự trang trọng trong đó, nó trọn vẹn trong đó. Cho nên là một người Phật tử, chúng ta không phải chỉ nói anh đạo gì, tôi đạo Phật, chấm hết. Không đủ. Đủ ở đây là gì? Anh đạo Phật, nhưng mà để cho cái đạo Phật của anh nó trọn vẹn cho chính anh, anh nên tìm hiểu đạo Phật là gì. Và Đức Phật mà anh đang tin á, dạy cho anh cái gì để trở thành một tín đồ đúng nghĩa. Một tín đồ đúng nghĩa không phải là tới chùa làm sống chết, không phải là cúng cho thật nhiều. Nếu cúng thật nhiều mà chưa bỏ được cái ngã, cái kiêu mạn, cái tự hào là mình cúng đó, cái đó là thiếu đó. Nếu mình cúng nhiều nhưng mà mình rất vẫn dễ thương, đây cái người này trọn vẹn. Cũng giống như một thầy tu giỏi mà không khinh thường người khác thì thầy tu đó mới hay. Mình giỏi mà mình không coi thường người khác thì tự nhiên ta nhìn mình vừa kính vừa trọng. Trọng là trọng ở cái tài năng, kính là kính ở cái đức, cái hạnh. Cho nên gọi là kính trọng. Và trong luật Sa Di mở lời nè: có oai khá sợ, có nghi khá kính. Quý vị đọc cái bản văn Công Phu Sáng không? Đại chúng ngưỡng quan, quý ái kim bảo, cầu Phật an hữu, nhất tâm thính Phật, vô kiến đảnh tướng, phóng quang Như Lai, tuyên thuyết thần chú. Mấy câu đó ở trong cái bài tụng sáng. Và Pháp Hòa chỉ nói một câu: đại chúng nhìn lên thấy Phật vừa mừng vừa sợ, quý ái kim bảo. Cho nên người ta kính trọng
Nhiều khi người ta kính mình là tại người ta trọng là tại vì cái chức, cái danh, cái phận của mình ta phải trọng thôi. Không trọng ta mất chức, ta mất việc, ta mất cái quyền lợi. Nhưng mình có chức quyền mà mình không thể hiện cái đó, người ta kính lắm. Cho nên kính trọng là vậy. Vì vậy mà ở đây Đức Phật nói như vậy để không phải Đức Phật nói chỉ bố thí mới đủ hay là chỉ trì giới, nhưng trong trì giới nó vẫn có niềm tin, phải không? Quý vị biết nếu mà không có niềm tin là trì giới, giữ giới sẽ được an toàn, hạnh phúc thì làm sao mình giữ giới? Giống như quý vị tin rằng á, mình lái xe giữ không có cái gì, không có cái sự lái ẩu thì làm gì có bị tai nạn hay là bị tích kịch. Nhưng mà thỉnh thoảng trong cuộc sống nhiều khi mình đậu mình không đụng ai cũng bị người ta quẹt vậy, phải không? Mình không bao giờ nói đụng tới ai mà cũng bị ta đụng hoài, phải không? Chừng đó mình mới tin là oan trái, mới biết là nghiệp. Cho nên mà tu cái chỗ này, anh không đụng người ta đó là phước của anh rồi đó. Nhưng mà bây giờ người ta đụng anh thì bây giờ làm cái gì đây? Đây chính là chỗ anh tu. Anh không tạo nghiệp bằng cách là không đi gây chiến với người ta, nhưng mà cuộc sống đâu có nghĩa là người ta không gây chiến với mình. Vậy thì khi người ta gây chiến với mình đó, thì chính lúc này là cái lúc chúng ta tu đây nè. Còn mình không gây chiến với người ta là phước. Còn người ta gây chiến với mình mà không gây chiến là mình tu. Hồi nãy con anh Phật tử đậu xe ngoài kia bị quẹt móp cái đầu đó. Bây giờ là mình biết là mình tu, mình không đụng ai hết á. Nhưng mà cuộc đời này đâu có nghĩa là nó đơn giản, phải không? Người ta cũng sẽ đụng mình. Thì thể hiện được cái tu. Cho nên á, lại Phật, mình lại cái tượng Phật. Tượng Phật này không ban cho mình được cái phước. Nhớ nha, tượng Phật không ban cho mình cái phước. Nhưng tượng Phật này sẽ cho mình được cái phước là mình có cái phước cung kính. Mình xá một ông thầy, một chú tiểu. Chú tiểu đó nhỏ hơn con mình nữa mà. Nhưng mà chính mình xá cái chú đó đó, mình nói được hai việc. Việc thứ nhất, tôi xá chú phải ráng tu. Vậy thì mình xá chú là mình nhắc chú ráng tu cho đúng bổn phận của chú là người tu. Mình gặp cái vị đó mình chào thầy, để cho ông đừng quên ông là ông thầy, sống đúng cái bổn phận của ông thầy. Và đồng thời đó, ông là thầy tu thì mình gọi ông thầy tu thôi. Cũng giống như vô văn phòng gặp bác sĩ thì chào bác sĩ, chào luật sư, chào cô y tá, ai mình cũng chào đúng nghĩa được hết. Mà tại sao ông thầy chùa mình không kêu ông được chữ thầy? Mình kêu thầy là gì? Là thầy tu. Ông đâu phải thầy tôi. Chữ thầy đó là tại cái đời sống của ông là một thầy tu ở trong chùa thì mình kêu thầy tu. Nhưng mà mình, đó là mình giải thích theo cái nghĩa. Còn cái xá là gì? Để nhắc nhở. Đồng thời mình cũng tu tập được, hạ được cái ngã của mình. Mình là lớn mà mình biết kính trọng, cái đó nó mới quý. Cho nên quý vị nhớ trong kinh kể ha, Đức Phật đi thăm sóc các thầy bệnh nè. Thường ở trong sử kể Đức Phật á, cứ vài ngày là Đức Phật đi một vòng hết các khu vực của thầy các chư tăng ở, để xem á, thứ nhất là để nhắc nhở chúng tăng. Có hình ảnh Đức Phật đi ngang thì các thầy biết thúc liễm thân tâm lo tu tập. Cái thứ hai, lỡ các thầy rơi vào những câu chuyện thị phi tranh cãi thì Đức Phật cũng thấy nghe mà nhắc nhở. Cái thứ ba là lỡ thầy nào có bệnh hoạn, Đức Phật cũng có thể ân cần nhắc nhở, an ủi bệnh hoạn và cũng đồng thời sắp tấn các bạn đồng tu chăm sóc cho người bệnh này. Bên cạnh đó còn là một cái hình ảnh đẹp cho các vị thầy tu nhỏ, các sa di nhỏ tuổi thấy được hình ảnh của Đức Phật mà khởi tâm tu tập. Cho nên cái sự đi thăm viếng của Đức Phật ngày xưa đó, các vị thường gọi là đi tuần chiếu. Để mà làm gì? Để mà tới từng khu vực chúng tăng ở mà để nói lên được những cái ý nghĩa mà nãy giờ Pháp Hoàng thưa với đại chúng vậy. Bây giờ mình cũng bắt chước vậy đó. Nhiều khi trong những cái chương trình tu học, trời, Pháp Hòa một ngày không biết bao nhiêu việc, mà tối khuya cũng mò xuống bếp thăm mấy cô mấy bác dưới bếp một chút, mà các vị rất là vui. Ồ,
Có nhiều cô biết nha, đừng lo, lát 11 giờ thầy xuống. Lát 12 giờ thầy xuống, rồi các vị ở chờ, rồi Pháp Hòa xuống chỉ cần ngồi với quý vị chừng 15-20 phút thôi, chụp một vài tấm hình, nói một vài câu chuyện vui mà các vị rất hoan hỷ. Mà thường là cũng cố gắng để mà làm cái việc đó khi mình có nhớ và có thời gian. Dĩ nhiên có những lúc mình không có thời gian làm, nhưng khi nào có thời gian là đều thực hiện cái chuyện đó. Cho nên ở đây á, Ngài Maha Nam hỏi Đức Phật tính nè, giới nè, tinh tấn nè, bố thí nè, nghe pháp nè. Còn nghe pháp rồi phải ghi nhớ. Không có ghi không có nhớ, phải không? Cho quý vị phải ghi nhớ. Nhiều khi mình muốn ghi nhớ trong tâm mình phải làm gì? Lẩm nhẩm. Phải lẩm nhẩm câu đó, nhẩm riết nó mới thuộc. Học kinh học chú cũng phải thế, phải ghi nhớ trong lòng. Rồi ghi nhớ trong lòng rồi phải gì? Phải thực hiện. Thì Đức Phật gom lại, Đức Phật nếu đầy đủ cái đó, tính, giới, bố thí, rồi gì nữa, tinh tấn, nghe pháp, ghi nhớ, thực hành, làm những cái việc đó thì mình trọn vẹn một cư sĩ. Cũng giống như một học sinh đó, nó có tin học đàng hoàng sẽ được bằng cấp, rồi siêng năng đi học, rồi giữ những cái nguyên tắc luật lệ của nhà trường để được tiếp tục đi học, rồi phải chia sẻ những cái đóng góp với nhà trường, rồi luôn luôn nghe lời thầy giảng, ghi nhớ những lời thầy giảng, thực hiện những lời thầy giảng, thì một học sinh mới trọn vẹn và đủ điểm để có bằng cấp. Thì ở đây cũng thế, Đức Phật nói như vậy không có nghĩa là Phật chế này Phật chế kia, nhưng để mọi thứ nó đi tới một cách trọn vẹn. Cũng giống như nấu cơm, múc gạo để vô nồi, đúng rồi, nhưng mà dừng ngay đó thì đâu gọi là có cơm, phải không? Do gạo, do gạo xong đổ nước, nhớ bấm nút, mà nhớ bấm nút nha. Rồi xong rồi 15-20 phút sau nhớ kiểm nồi cơm nha, không thôi là gạo nhiều mà nước ít đó, còn không thôi là gạo ít mà nước nhiều đó, hoặc là đôi khi để vô trong nồi mà quên bấm, có không? Nửa tiếng sau tới giờ ăn dở ra nồi cơm nó sình. Thành thử ra Đức Phật dạy đàng hoàng, thì không phải là mình làm một việc đó đủ. Giống như người tu nè, đi vô chùa tập sự 6 tháng tới 1 năm, nếu chưa sẵn sàng cũng không được đi tu. Hoặc là mình sẵn sàng rồi nhưng thầy của mình thấy mình chưa sẵn sàng sẽ không tiếp nhận. Vì sao? Vì không phải thầy khó với mình, hay là thầy không thương mình, nhưng nói đúng ra là thầy thấy được mình chưa tới. Giống như tàu hũ kho chưa tới, kho chút nữa đi cho nó thấm, thấm ăn mới ngon. Dù quý vị gấp cỡ nào không cần biết, nhưng không chín lấy gì ăn. Mình đi mua fast food là thức ăn nhanh, vẫn phải chờ 5-7 phút để người ta nấu chứ. Làm gì có chuyện fast food mà vừa ra nói là đưa liền được, trừ khi nào đã nấu sẵn. Không? Cho nên trong cuộc sống nó phải có tuần tự như thế, và nó đi một bản bài như vậy nó mới trọn vẹn. Cạo cái đầu chưa đủ, mặc cái áo chưa đủ, ở trong chùa cũng chưa đủ, ăn chay trường cũng chưa đủ. Bởi vì cạo cái đầu mà chưa cạo cái tâm, mặc cái áo nhẫn nhục mà lòng chưa nhẫn nhục, mình ăn chay mà tâm mình chưa chay. Chữ chay đó là gì? Là trong sạch, là tinh khiết. Mình còn hiềm khích với đệ huynh, còn lấn cấn với huynh đệ, còn thế này thế nọ. Cho nên ăn chay là hình thức, nội dung là tẩy thân và tâm. Cạo đầu là hình thức, rửa tẩy cái phiền não rối rắm trong lòng. Mặc áo là hình thức, nhưng mà hình thức để nhắc mình nhẫn nhục nha. Bây giờ thí dụ mình mặc cái áo này mà mình đi gây lộn, mày muốn gì? Săng cái áo cột lên. Quý vị nhớ nha, bây giờ là chỉ cần vừa cột cái áo lên là lên livestream liền đó. Trời ơi, thầy tu đánh lộn nè. Nguy hiểm quá. Thưa đại chúng, hôm nay chúng ta gặp nhau cũng như Pháp Hòa thường thưa với đại chúng,
Mỗi lần mà đại chúng về chùa rồi Phật tử gặp nhau thì chúng ta nói chuyện Phật Pháp. Ngày nào nói chuyện đó phải không? Ngày tóc gặp nhau hỏi chuyện tóc, ngày neo gặp nhau nói chuyện neo, ngày bán vải gặp nhau nói chuyện bán vải. Chúng ta là Phật tử gặp nhau nói chuyện Phật Pháp, đúng đúng việc của mình. Vì vậy mà hãy đúng việc của mình, xong một tiếng đồng hồ đứng dậy có lợi lạc. Đứng dậy có lợi lạc mặc dù không biết ghi nhớ được nhiêu, không biết là mình sẽ thực hiện được bao nhiêu, nhưng mà nãy giờ một tiếng đồng hồ tâm mình đã tẩy trừ một phần nào và mình đang hướng tâm về cái sự lắng nghe đó. Cho nên Pháp Hòa xin nhắc lại là Đức Phật dạy ngài Ma Ha Nam để trọn vẹn một cư sĩ, mà có thể nói để trọn vẹn một con người trong cuộc sống. Bất cứ việc gì chúng ta làm, có niềm tin đi học nghề mà không siêng năng tới trường lớp, không ghi nhớ lời, không nghe lời, không tuân thủ luật lệ. Luật lệ là giới đó. Cho nên trong đạo là có giới, mà trong trường có luật lệ, trường có, trong nước có luật pháp, vân vân. Và không có những cái đó thì con người không thể đi vào khuôn khổ được. Cho nên một ngôi chùa để làm gì? Để làm cái tụ điểm cho mọi người biết tới, để trưởng dưỡng, vun bồi cái thiện, xa cái xấu. Và đó là định nghĩa của chữ chùa. Chùa là viễn ly ác xứ, thân cận thiện xứ. Tiếng Việt gọi là chùa, tiếng Hán gọi là tự, tiếng Phạn gọi là vihara. Còn chỗ chư Tăng ở là sangharama. Mà tất cả những cái đó nó cùng một cái nghĩa là gì? Là tịnh địa, là đất sạch. Cho nên chúng ta thường gọi là tinh xá. Tinh xá chứ không phải tịnh xá nha. Bây giờ mình đọc hơi trại là chữ tịnh xá đó, chứ đúng đọc là đúng cách đọc là tinh xá, là cái nhà trong sạch gọi là tinh xá. Mà nhà trong sạch thì người ở cũng sạch. Và vì sao nó sạch? Vì mình biết giữ nó sạch. Vì sao mà người họ giữ sạch? Tại vì trong lòng họ sống sạch. Có phải không? Nó related, nó liên hệ với nhau. Và trong Phật giáo gọi cái đó là gì? Nó là tương tức. Nó là sự tương tức. Trong lòng mình có sự gọn gàng, thể hiện liền cái chuyện đó. Thấy rác là lượm, làm tới đâu dọn tới đó. Nó thể hiện bản chất sống của mình. Vậy thì con người vì cái nơi đó nó sạch. Nó sạch không phải ở cái hình thức là đúng, vì tâm người sạch, cho nên nó thể hiện được hình thức sạch. Và chính cái hình thức sạch này nó sẽ giúp cho mọi người sống trong cái môi trường đó. Sống trong môi trường tốt, được tạo tác nhân lành, được đi trên đường chánh là phước đức lớn nhất. Kinh Phước Đức, Kinh Phước Đức: thiên và nhân thao thức, trời và người đều thao thức, muốn biết về phước đức để sống đời an lành. Và Đức Phật dạy 38 pháp phước đức, 38 pháp hạnh phúc. Mỗi một câu là mấy điều rồi nè. Sống trong môi trường tốt là một cái hạnh phúc rồi. Được tạo tác nhân lành là một hạnh phúc rồi. Được đi trên đường chánh, có phải không? Câu đó là ba điệt rồi đó. Mình có sống trong môi trường tốt không? Mỗi ngày được tạo tác nhân lành không? Được đi trên đường chánh, không có hầm hố trong gai, khó khăn gì cả. Cho nên cái bài kinh đó đó, cái bài kinh Phước Đức đó, mà nghiệm ra mà đếm hết là tổng cộng 38 pháp để có hạnh phúc, có an lạc. Và thưa đại chúng, Đức Phật dạy rất đó là mình như thế nào thì nó thể hiện như thế đó. Sen xanh thì phải tỏ ra sen xanh, sen vàng sẽ tỏ ra ánh sáng vàng, sen vàng thì không thể tỏ ra ánh sáng đỏ, sen đỏ tỏ ánh sáng đỏ, sen vàng tỏ ánh sáng vàng. Đó là lời trong kinh A Di Đà, phải không? Và cái câu đó để nói rằng
chánh báo mình như thế nào, y báo mình sẽ như thế đó. Cho nên cái ngôi chùa, ngày xưa Đức Phật không chủ trương làm chùa, vì đời sống của Đức Phật là đời sống ở trong rừng. Nhưng khi chúng tăng đệ tử đông thì vua Ba Tư Nặc rằng á, rồi mà bây giờ đệ tử tại gia cũng đông mà chúng con không biết Phật và chư tăng ở đâu để hỏi đạo, ở trong rừng thì biết ở đâu. Con xin đề nghị Đức Phật, Đức Thế Tôn nên có một cơ sở. Đức Phật thấy đề nghị có lý, đúng lúc hợp thời, cho nên Đức Phật chấp nhận cho vua Tần Bà Sa La cúng dường đất để xây Tịnh Xá. Và lúc đó Đức Phật dặn thầy Xá Lợi Phất, thầy Mục Kiền Liên, đi tìm đất nào mà không quá xa thành phố, không có quá gần thị tư, mà cũng đừng có quá xa. Thì cuối cùng chọn được cái miếng đất vườn trúc của Tần Bà Sa La, vua Tần Bà Sa La. Còn riêng ông Cấp Cô Độc, ông thấy Phật ở thành Xá Vệ cũng không có cơ sở, ông phát tâm ông cúng đất. Nhưng mà bây giờ ông đi cúng đất mà ông chọn nhầm cái mảnh đất của Thái tử Kỳ Đà, mà trong cái đất đó thì có cây và có đất, giống một công viên mà. Thì Thái tử mới nói bây giờ ông lót được vàng tới đâu thì tôi bán đất tới đó. Thì quý vị biết ông chở hết vàng trong nhà của ông tới, ông lót hết được mảnh đất đó, thì làm cho Thái tử Kỳ Đà rất ngạc nhiên. Đức Phật này là ai mà để cho một ông cư sĩ giàu có mà phải cúng đến mức như vậy? Thì ông tìm tới Phật. Và khi ông tìm tới Phật thì đúng y như là như thế. Ông được Đức Phật cảm hóa bởi cái từ trường, cái đạo đức của Đức Phật. Ông nói thôi, lẽ ra tôi không bán là vì ông mua được đất thôi, còn cây thì ông sao lót. Thôi bây giờ ông cúng đất, tôi cúng cây. Và từ đó trong kinh mình mới có câu á, vườn của ông Cấp Cô Độc, cây của Thái tử Kỳ Đà. Và tiếng Hán gọi là kỳ thọ Cấp Cô Độc viên. Thì quý vị thấy rằng ngày xưa đó, các vị xây chùa Đức Phật không chủ trương, nhưng nếu đúng lúc đúng duyên thì Đức Phật sẽ làm. Trên Tây Thiên cũng, ở trên tu viện Tây Thiên cũng vậy. Hồi đầu Pháp Hòa chỉ muốn tổ chức để cho đại chúng có chỗ tu thôi, nhưng mà mình làm nhỏ cái không đủ, cái giờ gì nhu cầu cái phải sanh thêm. Cho nên những cái gì mà sanh đó là nó phát sinh, nó phát sinh theo nhu cầu. Hồi trước ở chùa mình không có livestream, do dịch bệnh nhu cầu cho nên mình phải livestream. Rồi các vị quen 2 năm trời livestream tụng kinh nghe pháp rồi, bây giờ mình không dừng được. Rồi các thầy bây giờ cũng mòn mỏi ngày nào cũng livestream. Các thầy nói thôi thầy cho tụi con nghỉ tầm mỗi tối. Có nhiều Phật tử chờ giờ không có chùa tụng kinh buồn quá. Lâu lâu và nói thôi lâu lâu mình sắp xếp thời gian livestream cho các Phật tử ta tụng kinh theo, giữ lửa tinh tấn. Dù các vị ở xa, dịch bệnh không thể, cái hoàn cảnh mình không đi lại được thì mình tu tại chỗ. Còn khi nào hoàn cảnh cho phép chúng ta tu du hành, phải không? Cho nên mình mới có một Đức Phật tên là Du Hí Thần Thông Phật. Du Hí Thần Thông, Thần Thông Du Hí là thần thông để đi qua đi lại. Nhưng mà nhớ nha, Du Hí Thần Thông để làm lợi lạc cho chúng sanh. Cho nên trong kinh nói các vị dẫn thần thông đi chỗ này, vẫn thần thông đi chỗ kia, mà thậm chí làm việc gì cũng nương oai thần của nhau mà làm. Các vị ở đây nương oai thần nhau không đó? Cô bếp á, cổ biết nấu, nhưng mà cổ cũng phải nương oai thần người phụ chứ, mình cổ sao nấu, phải không? Vậy thì trong kinh nói thật chứ đâu phải nói chuyện không có đâu.
Pháp Hòa thì là đóng vai chánh, nhưng mà Pháp Hòa nương vai thần của các thầy đệ tử chứ không thôi sao làm. Giờ em ngồi đây thì ai quay phim, ai làm livestream, cho nên các phải nương vai thần của các vị đó. Thôi thì các bác mấy ngày nay nương vai thần của con cháu để được về chùa. Chúng ta đều nương vai thần của nhau mà cùng nương tựa để thành tựu được cái đời sống hiện tại trong gia đình cũng như đời sống tâm linh. Cha mẹ lo cho mình 5 ngày, lo con cháu, lo con của mình, lo cơm nước nhà cửa cho mình, thì mình hãy nên cho cha mẹ có một chút nghỉ ngơi vào cuối tuần. 5 ngày trước mình nương vai thần của mẹ để yên tâm đi làm, con mình có người chăm sóc, thì cuối tuần cha mẹ nương vai thần của mình chịu khó chở cha mẹ đi chùa. Nếu mà cha mẹ muốn đi tham dự khóa tu thì mình là người du hí thần thông, ngồi ở chỗ mà đưa cha mẹ tới nơi hết bằng cách mua vé máy bay, liên lạc với các ban tổ chức để cho cha mẹ được tham dự khóa tu. Như vậy rõ ràng mình có nương tựa nhau không? Phải không? Cha mẹ và chúng ta đều có sự liên hệ. Cho nên bà Thanh Đề đọa địa ngục, không thể tự mình cứu được, hay là chính bản thân Ngài Mục Kiền Liên cũng không làm được, mà phải nhờ đến chúng tăng. Đây là nói đến cái sức mạnh của cộng đồng, của đoàn thể. Và Đạo Phật chúng ta có cái danh từ là Tăng Bảo. Phật Bảo, Pháp Bảo, Tăng Bảo. Phật là thầy, Pháp là lời dạy, Tăng là đoàn thể. Nếu không có một đoàn thể, làm sao có sức mạnh để mình thành tựu được những cái Phật sự của mình. Tâm tham là tượng trưng cho bà Thanh Đề đọa xuống dưới địa ngục. Đó là cái tượng trưng cho cái tâm tham. Mà con người ở cảnh khổ chừng nào mà không ý thức là càng tham dữ nữa, sợ hết. Giống y mình thôi. Có nhiều khi mình khổ quá, tới hồi mình có cái mà muốn cho ai hết, sợ mai mốt rồi không có. Trên người ta hay nói, có nhiều vị sợ quá nói sao, ăn hết lấy gì cho, phải không? Nhưng mà có nhiều người ta nói gì, cho hết lấy gì ăn. Cái người sợ thì nói cho hết lấy gì ăn, người rộng lòng thì nói ăn hết lấy gì cho, phải không? Cho nên cái hình ảnh đó, bà Thanh Đề xuống địa ngục bưng cơm lên che lại, không muốn ngạ quỷ thấy, sợ ăn của bà lấy tay bà bóp. Đó là một hình ảnh của chúng ta. Mình cũng tham bỏng sẻn mà mình sợ mất lắm, mà chính cái tâm tham nó thiêu đốt mình, cho nên lửa phực lên, bà Thanh Đề không ăn được. Có bao giờ mình bị tiếc một món hàng rẻ tiền mua không được mà về tức tối ngủ không được không? Tham nó đốt đó. Và thậm chí vì muốn cái đó bằng mọi cách, và trong đó có tham tài, tham danh, tham lợi vân vân, cho nên tham nó đốt mình. Bà Thanh Đề là người mẹ. Mẹ đấy là gì? Là cái tâm của mình. Mà hãy mình biết tu thì nó thành tâm hiếu thảo của một liên. Mình không biết tu thì nó thành tâm cái tâm tham của một người mẹ đọa lạc. Cho nên tất cả những hình ảnh đó đều chỉ nói lên chúng ta. Địa ngục là gì? Là chỗ giam cầm. Vì chữ địa ngục nghĩa là dày đặc và bóng tối. Có bao giờ sự chấp trước của mình không bao giờ thay đổi không? Cái gì mình cho là phải chân lý, ai nói cỡ nào cũng không thay đổi, mà ai làm trật đi, bực bội, tức tối, đó là địa ngục chứ gì nữa. Địa ngục gì? Mình ôm chặt một cái khối hiểu biết đó và không bao giờ mở ra. Cho nên cái lễ này rằm tháng 7, người ta hay nói ngày tháng 7 ngày rằm xá tội vong nhân. Mình tưởng đâu là tháng này ở dưới địa ngục có mở cửa cho cô hồn lên. Không phải đâu. Cái ý nghĩa nói là cái gì? Hình thức là nói vậy, nhưng mà mình phải hiểu rằng địa ngục và cô hồn nó là trong lòng của chúng ta. Cho nên tháng này là chúng ta mở lòng tha thứ để cho chúng ta được giảng sanh về cõi thiên đường. Mà thiên đường là đương thiền, mới học tuần rồi đó. Người nào sống trong hiện tại là người đó có thiền. Ví dụ cái câu hãy trả lời cuộc đời, khi tôi không còn nữa sẽ lấy được những gì về bên kia thế giới ngoài trống vắng mà thôi, người ơi và tình ơi. Nhiều khi mình nghe nhưng mình chưa hiểu, hôm nào yên lặng thôi.
ta nghiêng vai nghe lại cuộc đời. Thì câu kế là gì? Thì hải hùng. Thí dụ vậy, không lắng thì không thể nghe. Có một cái bài thơ của một vị thiền sư: ô hay, ai bảo rằng U Bát Đa La triệu năm mới có một lần nở? Có chiếc tai nào chịu lắng mà lại không nghe? Đâu có cần 3 triệu năm mới có hoa đặc biệt nở đâu. Ô hay, ai bảo rằng U Bát Đa La triệu năm mới có một lần nở? Có chiếc tai nào chịu lắng mà lại không nghe? Chỉ cần mình chịu lắng xuống thì tất cả những cái gì mình nghe, nghe rất kỹ, nghe rất rõ. Cho nên mình mới có một vị Bồ Tát biểu tượng cho nó: Quán Thế Âm. Chữ quán là quán xét, là tìm tòi, là lắng nhìn, lắng nghe. Thí dụ vậy. Và hôm nào quý vị mà tóe ra được cái đó, cái từ ô quang minh xuất hiện, mình mà tức cái là nó phải tối. Tức tối, có ai tức sáng đâu. Tức lên rồi thì tâm trí mình nó tối tăm, lời nói mình nó dở, hành động mình nó dở, mà làm cho biết bao nhiêu cái đổ vỡ. Cho nên tức tối. Người nào mà tức xong rồi ấy, mà có người nào mà tức mà không có thể hiện được. Cho nên phải thêm cành hồng. Tức cành hồng. Đập cái máy móc gì mà kỳ. Bực cái máy mà quên mình vẫn đã định nghĩa nó máy móc. Máy thì phải móc. Mình đập cái máy mà mình tức nó, mà mình đã định nghĩa được nó rồi. Máy móc gì mà kỳ, đã nói nó móc rồi còn gì phải lo. Tiền bạc gì đâu. Đã định nghĩa được nó rồi. Tiền là bạc. Tàu bè đi phát chán. Ủa, mình đã định nghĩa nó rồi, tao thì phải bè. Phải không? Bạn bè, bè là kẹn rồi. Còn bạn mà rất là thân, mà thân ai nấy lo. Cho đó cũng bạn thân đó nha. Giờ mà hữu sự thì thân ai nấy lo. Cho nên thỉnh thoảng trong cuộc sống đó, những cái câu nói trong đời sống hàng ngày, lâu lâu quý vị lấy cái câu đó ra, quý vị làm một cái thoại đầu. Tại sao nó nói như người ta nói vậy? Thì một ngày nào đó, có thể trong cuộc sống mình đụng chạm một cái gì nó vỡ lẽ ra, quang minh xuất hiện. Thì khi mà mình tu tập á, mình cũng nhìn vào trong cái tâm tư của mình, những cái niệm lành của mình nó sinh khởi nhiều không. Nếu nó có thì mình biết rằng mình đang có những ánh sáng của quang minh. Tại vì đôi khi mình cứ nói ráng gieo trồng căn lành, gieo duyên, vân vân. Hay là mình nói thôi ráng tu đi để làm tư lương, mai mốt mình đi về cõi Phật. Nhưng mà mình nói vậy thôi, nhưng mình không biết cái gì để phải ban thêm. Tại vì theo cái nghĩa của chữ, chữ tư là giúp đỡ, chữ lương là lương thực. Tư lương là mình mang lương thực đi theo để nó giúp đỡ mình trong những lúc mình đói cào. Bây giờ hồi xưa trong phim Tàu xưa, lương khô, lương là thức ăn. Mà bánh bao đó không có nhân nha, tại có nhân là nó dễ hư lắm, cho nên bột thôi. Bánh bột không thôi, hấp xong rồi để cho nó khô,
rồi đem theo vậy đó. Rồi cái tới hồi đói bụng á là đem ra cạp cái bánh đó uống nước cho nó nở ra cái non. Mà ngày nay mình lương khô của mình đa dạng hơn canola bar. Mà chẳng những vậy mà người ta làm mixed nuts, ăn một cây đó là nhìn vô coi 220 calorie ăn vô là calorie đầy đủ. Chỉ cần thả một cây lương khô đó, gọi là sáng nay đi có đem gì hàng già, con có tư lương. Tư là giúp đỡ, lương là lương thực. Nói theo nghĩa hẹp, còn nói theo nghĩa rộng là những cái gì mà nó có thể giúp đỡ cho mình thành tựu được trong đời sống của chúng ta, nhất là đạo hạnh của mình, cái đó đều là tư lương hết. Nhưng mà nó là những cái tư lương thuộc về căn lành. Căn lành. Bây giờ mình đi du lịch, mình cũng chuẩn bị một cái gói hành lý và mình mang những cái dụng cụ cần thiết nhất, đúng không? Thường thường mình đi travel là mang những gì cần thiết nhất, chứ không có ai mà xách trong một cái giỏ mình mà không có những cái gì. Thí dụ như mình đi mùa hè thì mình mang những cái dụng cụ gì mà mùa hè có thể sử dụng. Và mình đi cắm trại thì mình biết phải mang theo thuốc muỗi hay là nón gì đó. Mình mà đi bây giờ mà quý vị mà đi qua đây mà quý vị đi dự khóa tu này mà dở qua ly quý vị ra là nhất định là áo vạt hò, áo tràng gì gì đó, chứ không có ai mà mang vài câu gót mang áo đầm, ví dụ vậy. Đó là tư lương của mình. Hôm qua Pháp Hòa bị lạc cái hành lý, mấy vị hỏi gì chứ thầy có gì quý đó không? Đối với mình mà quý, mà em nào mở ra thì không có quý gì trong. Có mấy bộ đồ mà với mình thì nó quý lắm, tại không có là mình có gì để dùng. Nào là kinh sách, hay là chuỗi, hay là áo vạt khò, là điệp giới quy y gì. Đặc biệt là chỉ có cái máy thâu thôi. Cho nên là mỗi người chúng ta đi đâu cũng có một cái gói hành lý mà chúng ta thường gọi là tư lương. Vậy thì bây giờ mình nghiệm lại, mình nghiệm lại là trong tâm thức, trong đời sống của mình, mình nói là mình tu tập, mình muốn thành tựu được sự tu tập, thì trong cái sự tu tập này mình có những cái tư lương gì cho mình không? Mà trong kinh Đại Bảo Tích gọi là quang minh. Quý vị biết Pháp Hòa đọc tới cái phẩm kinh này, nội có bốn cái chữ là xuất hiện quang minh. Mà đọc tới đọc lui cái phẩm kinh, rồi một ngày nọ tự nhiên mình đang ngồi xuống cái bàn thì mình bốn cái chữ xuất hiện quang minh nó lại mở ra hết những cánh cửa cho mình. Vì vậy cho nên hôm nay Pháp Hòa trích đoạn kinh đó để Pháp Hòa chia sẻ với đại chúng. Bây giờ mình nghiệm coi, mình tu tập và trong cái tâm thức của mình, mình có được những cái quang minh này, những ánh sáng này. Tại vì quý vị thường nghe dùng từ hào quang đó. Chữ hào là gì? Quang là ánh sáng rồi. Chữ hào là nó nhỏ lắm, từng sợi nó tuôn ra, cho nên gọi là hào quang. Vì vậy mà khi mà người ta làm hào quang mà cho tượng của Đức Phật, người ta làm nó tuôn ra từng sợi mà rất mỏng. Cái đó là cái hào quang chính thức. Còn bây giờ có nhiều cái hào quang nó chớp chỗ này, nó chớp chỗ kia, dịch tối. Coi hồi đi theo mình nhìn cái hào quang đó hồi là phải thêm mắt kiếm. Loạn quá. Thành thử làm cho nhiều khi người ta chỉ nghĩ đến cái chuyện mà làm cho cái ánh sáng phía sau Phật, nhưng mà người ta không hiểu được cái chữ hào quang. Mà người ta hiểu được chữ hào quang thì người ta sẽ làm cái hào quang cho nó đúng chữ. Cho quý vị biết mà người ta tạc tượng Đức Quan Âm đó, người ta tạc tượng Đức Đại Thế Chí, người ta tạc tượng Đức Phật A Di Đà. Nếu mà các vị đó người ta muốn biết thân tướng của Quan Âm Thế Chí như thế nào, người ta phải dở lại trong kinh Quán Vô Lượng Thọ.
Vì trong kinh Quán Vô Lượng Thọ có diễn tả đầy đủ đức tướng của Đức Quan Âm, Đức Thế Chí. Ngài đội mão như thế nào, và ở trên cái mão của Ngài có ai ngồi ở trên cái mão đó, thí dụ vậy. Cho nên bây giờ quý vị thấy trên cái mão của Đức Quan Âm ở đội có một cái hình Phật nhỏ nhỏ đó, cái đó gọi là hóa Phật. Bồ Tát là làm hạnh của Bồ Tát. Mình làm hạnh Bồ Tát thì lúc nào Phật cũng ngự trên đỉnh đầu của mình. Để làm chi? Để mình lấy Phật làm tiêu chí. Lấy Phật làm tiêu chí. Vì vậy mà người Phật tử mình khi mình lấy Phật cũng vậy, chắp tay thì chắp ở đây nè, phải không? Nhưng mà khi mình lễ Phật thì mình đưa cái tay mình lên đâu? Cuối cùng mình phải đưa lên cái cao tột nhất. Muốn được cái cao tột này phải hạ cả cái bản ngã của mình xuống. Và khi mình để đây là thân nè, đi ngang miệng là khẩu nè, đưa lên trán là ý nè. Thân, khẩu, ý, thanh tịnh, tịnh lặng. Và đưa lên cái đỉnh này, còn để nói lên cái chữ của chúng ta thường nữa là chí tâm đảnh lễ. Đảnh là cái này nè, cái đỉnh của mình nè. Lấy cái đỉnh của mình mà lễ Phật, chứ không là đỉnh lễ hay là đảnh lễ. Cái đảnh là cái chỗ cao nhất của đầu mình. Lấy cái đảnh này mà lại thân, nói về thân lấy cái đảnh mà lại, nói về tâm á lấy cái chỗ chí hướng. Chí hướng là gì? Cái tâm của mình bây giờ nó chỉ chí về một chỗ thôi, nó hướng về một chỗ thôi, không còn chạy đâu nữa. Nội bốn chữ chí tâm lãnh lễ nó nói lên được cả thân và tâm của chúng ta, chứ đâu phải bình thường. Vậy thì trong tất cả những từ ngữ đó nó chuyên chở cái sự tu tập của chúng ta trong đó. Cho nên mình tụng mỗi một câu kinh đó, mà mình đi theo được những cái câu kinh đó, tự nhiên mình lời kinh thân tướng thân. Cũng giống như ở đây có quý vị nào xem các thầy chẩn tế không? Xem chẩn tế của hồn. Cái vị thầy mà chấm lên mà cái vị sám chủ mà lên, đại chúng ở dưới này tán cái bài mà thân Phật thanh tịnh như lưu ly, Phật diện do như mãn nguyệt, thì cái vị đó sẽ bắt ấn và thư họa theo cái lời kinh. Mình đứng ở dưới này mình thấy ông múa vậy đó, nhưng mà thật sự ông múa theo dưới hát đó. Thì mình cũng vậy, khánh sổ ra rồi chí tâm đảnh lễ là ông còn ngồi ngó tới nó luôn nữa nha. Sao tới trễ vậy? Tao nói chí tâm đảnh lễ rồi mà còn hỏi bà kia tới trễ tới sớm gì nữa. Tao mới vừa xong chí tâm lễ ngó qua thấy anh bạn kế bên đậu xe kế tôi không. Cái này là chưa chí tâm mà, tâm chưa chí, mặc dù sắp sửa sẽ lấy đảnh để lễ Phật. Cho nên ngay cả bốn chữ chí tâm, tâm mình không còn rong ruổi đâu nữa đó, nó phải hiệp lại một chỗ. Cho nên người Hoa gọi chắp tay là hiệp thập. Thập là 10 ngón tay. Bây giờ mình lấy 10 ngón tay mình hiệp lại một chỗ gọi là hiệp thập. Hoặc là đây là một bàn tay, là một chưởng, hai chưởng mà hợp lại kêu là hợp chưởng, thấy không? Còn người nào mà lãng quạng thì mình mới tung chưởng. Chưởng là một bàn tay, hợp chưởng. Chào quý thầy, quý vị thấy quý hòa thượng mỗi lễ lớn đội cái mão không? Cái mão cao cao đó, cái mão đó gọi là mão hiệp chưởng. Giống hai bàn tay không? Giống hai bàn tay hợp lại đó, mão hiệp chưởng đó. Mão đó là do một vị hoàng đế do bước vào chánh điện mà thấy chư tăng chắp tay đẹp quá, và vị đó đã sáng chế ra cái mão đó. Và ngày xưa là cái mão đó chỉ dâng cho quốc sư thôi.
Tại vì các quan vô trong triều á, ai cũng có mão hết, phải không? Tại vì đi vào trong triều đình mà chầu vua đó, mà nói lên cái chỗ mà gọi là kính trọng á, thì quan là phải có gì? Quan bào, cân đai, áo mão. Cho nên người ta thường gọi chung là gì? Áo mão cân đai. Vô trong triều là phải đầy đủ cái đó. Mà bây giờ quốc sư là thầy của vua mà mặt thường quá rồi, đầu đã không tóc rồi mà không có gì đổi hết. Cho nên ông mới chế cái màu đó để dâng cho vua, dâng cho vị thầy của mình, để mỗi lần vào trong triều thì đổi cho nó để cho trang nghiêm. Quý vị có coi phim Tàu không? Có coi phim Nhà Thanh không? Mấy ông quan Nhà Thanh là ông nào cũng phải đeo sâu chuỗi, phải không? Phải không? Thành thử ra khi mà các hòa thượng mà vô trong triều á, mặc tăng bào không có đeo chuỗi, thì vua mới làm một sâu chuỗi dâng cho vua, cho thầy của mình để đeo sâu chuỗi đó vô. Và kể từ đó về sau bắt đầu mình đeo sâu chuỗi trong cổ. Ta nói vậy để cho nó có lý do. Thế mình hiểu như vậy á, không đeo cũng không gọi là thiếu, mà có đeo cũng không gọi là đúng. Anh thích thì anh cứ đeo, anh không thích anh quấn tay cũng được. Thí dụ vậy, mình hiểu cái chỗ đó thôi. Quý vị thờ thần tài thổ địa, không nhất thiết phải thờ dưới đất. Mình không có chỗ mình để trên kệ mình thờ cũng không sao hết. Thật ra đúng ra là thần tài thổ địa là thờ trên bàn thờ chứ đâu phải thờ dưới đất. Nhưng mà một ngày nọ, ông vua Càn Long ông đi vào trong một cái quán ăn, hết ghế ngồi, nhìn tới nhìn lui thì có cái chỗ, cái bàn của ông thần tài thổ địa có chỗ. Ông mới xách thần tài thổ địa ông chỉ để dưới đất. Ông để dưới đất rồi để ông lấy cái chỗ đó ông dùng, ông ngồi uống trà ông ăn. Rồi khi mà ông ra đi rồi, người ta mới bưng thần tài thổ địa, người ta đem trở lại, tối lại thấy thần tài thổ địa nhào đất ngồi tiếp. Nói lại sao? Vua đã phán thì không dám cãi. Cái đó là cái thời phong kiến. Người ta nói lên cái ý nghĩa là vua là người có quyền quyết định tất cả, thần thánh cũng phải nghe. Cho nên Tây Du Ký cũng một cái chữ vậy đó. Vua là phải có quyền quyết định đó. Cho nên nó xuất hiện một nhân vật muốn cãi lại cái ý đó. Nhân vật đó tên là Tề Thiên Đại Thánh. Tề là bằng. Mình không chấp nhận cái số phận mà lúc nào phải lon cuối cái chuyện đó. Cho nên mình phải đưa cái trí của mình lên cao để bằng trời. Gọi là Tề Thiên Đại Thánh là ông thánh này. Hãy ý nói là tôi đây cũng đủ khả năng để ngang trời. Nhưng mà trời làm gì làm cũng không qua Phật. Cho nên á, trời cũng phải bị ông Tề Thiên ông rượt chui xuống bàn. Nhớ không? Chui xuống bàn dở màn lên cho mời Phật Tổ Như Lai. Lúc đó Phật Tổ Như Lai tới. Thật ra những cái câu chuyện đó tùy theo cái nhìn của mình. Cái người viết câu chuyện đó và người ta sống vào cái thời phong kiến, lúc nào người ta cũng bị áp đặt, mình phải chịu dưới vua. Nhưng mà một con người ấy, người ta có một cái ý chí, người ta muốn vươn lên, cho nên nó vượt tất cả mọi cái thành kiến đó. Cho nên Tề Thiên Đại Thánh là một nhân vật hư cấu, nó chỉ biểu tượng cho có bà cái bản năng của con người thôi. Bát Giới Sa Tăng cũng thế thôi. Cho nên ngày nay mình làm cái tượng mà ổng mà mình thờ đó, là mình thờ một cái nhân vật hư cấu chứ không có thật trong lịch sử. Người mà có thật trong lịch sử đi thỉnh kinh Trung Quốc chỉ có Ngài Huyền Trang thôi. Và chuyến đi của Ngài rất là du khê. Và không phải Ngài chỉ tới đó Ngài ở, Ngài đi thỉnh kinh không, mà Ngài còn ở tại Ấn Độ 10 năm.
để mà học tiếng Phạn và học với các vị sư lỗi lạc thời đó, để rồi ngài trở về thành Trường An, ngài mở ra một cái trung tâm dịch kinh. Và thời gian của ngài tổng cộng là 17 năm. Đi và về là 7 năm, 10 năm ở học, 17 năm trường, cộng thêm 19 năm dịch kinh của ngài. Và cái bộ kinh cuối cùng ngài dịch đó là bộ Đại Bát Nhã, mà ngày nay mình đọc cái bản toát yếu đó, tóm tắt Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh gồm có 260 mấy chữ đó. Đó là bản kinh thâu gọn của tất cả tinh túy của giáo lý Bát Nhã. Cho nên nó gọi là tâm kinh, cái kinh ruột, kinh toát yếu của hệ thống 600 quyển Bát Nhã. Pháp Hòa giới thiệu một chút để rồi đại chúng mới thấy là khi mình tu tập á, nhiều khi mình thu gom lại một chút chút rồi mình mới thành tựu được. Cũng giống như mình hay nói góp gió làm bão, mỗi người một viên gạch bịch cát vậy đó, để làm nên một căn nhà ví dụ vậy. Thì sự tu tập của mình cũng vậy, mỗi ngày mình vẫn gieo trồng một chút căn lành ở trong cái tâm thức của mình. Thì đây là cái phẩm gọi là xuất hiện quang minh trong kinh Đại Bảo Tích. Kinh thì dài lắm, Pháp Hòa chỉ trích một đoạn thôi. Bây giờ Đức Phật dạy á, nếu mà mình muốn thành tựu viên mãn quang minh thì đây là những điều mà chúng ta lấy nó làm cái tư lương, lấy cái căn lành này làm tư lương để nó tỏa ra một cái ánh sáng lớn. Thứ nhất là hộ niệm chúng sanh. Chữ hộ là bảo hộ, chữ niệm là nhớ nghĩ, mình luôn luôn nhớ nghĩ và bảo hộ. Cho nên nhà Phật dùng cái từ hộ niệm, mà không phải hộ niệm đám tang. Bây giờ mình hiểu nghĩa chữ hộ niệm tự như một cái nghĩa nó rộng vậy đó, một cái nghĩa tu tập rộng lớn, tự nhiên mình gom nó thành còn có một chữ hộ niệm tăng lễ thôi. Mình nghe chữ hộ niệm sợ lắm. Nhưng mà đám cưới cũng cần hộ niệm, đám hỏi cũng hộ niệm. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ như quý vị nhìn Pháp Hòa lên, nhìn lên Pháp Hòa, cái quý vị thấy Pháp Hòa ăn khó tiêu mệt mỏi, lát cái quý vị cho viên kẹo ngậm, quý vị cho ly nước chanh, hộ niệm là đó là chứ gì nữa. Mình nghĩ tới người đó và mình hiểu được hoàn cảnh của người đó để mình hộ trì cho người đó. Cho nên trong cuộc sống của mình đó, có nhiều khi mình nhìn mỗi người để mình nhận ra được những cái gì đang vui buồn ở nơi người đó, để ít nhiều mình đưa cái tâm mình đến hộ niệm cho người đó. Thường thường mà mình muốn biết người đó làm sao, mình nhìn vô cái gì để mình biết phần lớn? Hả? Đúng rồi. Mà cái mặt của mình là tiếng Việt gọi là cái gì? Gương mặt. Phải không? Gương là cái reflect, cái kiến nó xoay. Người ta vui, buồn, thương, ghét, giận, tức, ai nó hiện lên cái gương đó. Mình nhìn vô cái mặt đó để mình thấy. Đồng thời mình nhìn ta để mình soi mình, cho nên người đó cũng là gương mặt. Cho tiếng Việt mình dùng chữ gương mặt, mà tiếng Anh nó chỉ có một chữ là face, tiếng phổ thông là mien, nhưng mà đặc biệt tiếng Việt phải hai chữ gương mặt. Nhìn cái diện mạo người đó, nhìn cái diện mạo, cái tướng mạo của mặt, để mình biết người đó vui buồn đau khổ như thế nào, để mình đến mình hộ niệm. Nếu mà lúc nào mà trong tâm mình có được một chút tâm ý muốn hộ niệm thì biết đây là chút, có chút căn lành rồi. Ví dụ mình thường thường mình thấy người kia ngồi với thầy đang ngồi nói chuyện, sao cái người đó khóc thúc thích,
tự động mình đi lấy giấy giấy ký xương mình đưa người ta, phải không? Mình đi tới đâu mình thấy người ta ngồi người ta khóc mà không có giấy, cái mình lại mình lấy giấy mình đưa người ta, thì cái hành động đó là hành động của hộ niệm. Người ta khóc người ta không có giấy chùi, nhiều khi người ta đang ngồi người ta ăn thì người ta nức cục, mình thấy vậy cái mình đứng dậy mình rót đi nước mình đưa người ta, hộ niệm. Cái bác kia chống gậy lên trên chánh điện đây run rẩy, mình đi sao mình thấy mình đi nhanh chân một chút mình tới mình đỡ bác lên. Tội nghiệp thầy Đồng Đăng, mấy ngày nay phải qua tới mỗi lần qua lên cầu thang để cái thấy chạy theo thấy đỡ mình mắc cỡ muốn chết. Sáng mới nói trời ơi ông làm ra ứng quá. Ông già rồi đó, ông trẻ. Nhưng mà quý vị biết không, có một lần Pháp Hòa đi Hoàng Sơn ở Trung Quốc, một mình Pháp Hòa mà 5 người đỡ. Mà cách đây là 10 năm về trước, Pháp Hòa không lên độ cao được. Cái thời gian mà ở bên Bhutan đó, trước khi qua Bhutan là Pháp Hòa phải uống thuốc một tuần lễ. Khi mà mình chuẩn bị mình lên cái độ cao uống một tuần lễ, mà nó đâu có tác dụng gì bao nhiêu. Qua tới bên bển là ngày nào cái đầu của mình với tay của mình nó tê suốt vậy. Rồi khi mà trở về xuống Ấn Độ á, mấy ngày sau là nó trở lại bình thường, mình không lên được mấy cái chỗ cao. Có lẽ thầy cũng hiểu như vậy đó. Và thầy biết rằng thầy có một cái thân tướng hộ pháp. Mình tức cười vậy đó, mình lên bình thường cái tự nhiên thấy đâu thì thấy, thấy tới thì nắm tay để đỡ lên, giống như hòa thượng mà sắp sửa lên. Hộ niệm. Thì bây giờ quý vị cứ để ý khi nào mình thấy trong lòng của mình, trong lòng mình thấy một ai mà có một cái gì đó mà mình tự nhiên mình khởi nghĩ đến người đó, mình muốn nâng đỡ người đó, mình giúp đỡ người ta, thì mình biết rằng mình xuất hiện được một ánh sáng căn lành trong tâm mình là mình có cái lòng hộ niệm. Rồi cộng thêm á, một cái người nếu mình nhìn một người bạn của mình, mình nhìn một người bạn mình nó thay vì mình khởi cái rồi nịnh bợ vậy, tự nhiên ta tới ta làm mà mình không làm, mà ta nịnh diện miếng giấy chịu mũi á. Hiểu ý không? Tức là nhiều khi cái tâm của mình thay vì nó xuất hiện những ánh quang minh, nhưng mà nó không xuất hiện những quang minh như vậy, mà trong cuộc sống nó cứ nhan nhản những cái ánh sáng nó rất là tối tăm. Mà chính tối tâm như vậy đó, cho nên mình mãi sống trong vô minh. Cho nên Đức Phật dạy mọi nguyên nhân, cái gọi nguyên nhân của khổ đau, của luân hồi sanh tử không gì ngoài vô minh. Khi con người mà cái chuyện rất bình thường thôi, nhưng mà họ lại nghĩ nó mốt méo đi. Mà trong khi đó một cái chuyện đơn giản, thay vì mình nghĩ trời hay quá, tôi định lấy giấy cho cái chị đó chùi, cái anh đó chùi nước mắt, lau nước mắt mà tôi chưa kịp mà người kia lấy rồi. Thậm chí chân mình yếu mình chưa kịp lấy ly nước, một ai trẻ hơn khỏe hơn lấy ly nước cho người kia, mình người kia xuất hiện một ánh quang minh hộ niệm, thì mình ở đây xuất hiện một ánh quang minh gì? Tùy hỷ. Hôm qua mình học đó, mình thấy cái niềm vui của người khác mình tùy hỷ, là mình biết rằng trong tâm mình thiện lành, không có ganh tị, không có nói những cái lời khó nghe. Hộ niệm. Điều thứ hai, không có lòng tổn hại. Thí dụ như mình thấy vậy rồi mình nói cái lời nói, có phải mình tổn hại? Điều thứ ba là với giới cấm thanh tịnh thì không kém khuyết. Cái chữ này trong kinh luật hay dùng, khiếm khuyết, tức là mình còn chút nào nó chưa có trọn vẹn trong cái việc đó. Thì đối với các cái giới thanh tịnh đó, mình ráng mình làm cho nó không có khiếm. Thứ tư đến là gì? Tâm thường bình đẳng. Pháp Hòa hay ví dụ chữ bình đẳng. Nhiều khi á, mình nghĩ mình bình đẳng là mình phải đối xử đồng đều. Nhưng mà trong trường hợp cuộc sống của chúng ta, nếu chúng ta có tư duy á, thì đôi khi chúng ta thấy hành động không đồng đều, nhưng mà cái tâm nó đồng đều. Sở dĩ hành động không đồng đều là vì cái tâm có quán chiếu để thấy.
Pháp Hòa ví dụ mình có hai đứa con, nhưng một đứa nó lanh lợi, nó tự lo cho nó được, một đứa thì cái gì mình cũng phải quan tâm. Vậy thì nhưng mà hai đứa con này đều là con mình, trên căn bản tình thương mình có thương giống không? Nhưng mà cái cách mà mình phải chăm sóc lo lắng có khác không? Khác. Cái đứa mà nó lanh lợi, nó biết tự lo thì mình đâu phải lo nhiều. Nhưng mà cái đứa mà việc gì mình cũng phải quan tâm thì... Cho nên Pháp Hòa hay ví dụ cái tâm thương của cha mẹ, của người thầy, nó giống như là cái đáy biển, nó bằng phẳng như vậy đó. Nhưng mà ở trên mặt biển á, thì nó nhấp nhô theo từng cái cơn gió. Cũng như thế, mình cũng sẽ tùy duyên, tùy hoàn cảnh của mỗi người con mà mình có. Cái đứa mà nó thiếu thốn thì dĩ nhiên cha mẹ phải rót nhiều hơn cho nó rồi, để nó thiếu thốn. Thậm chí có nhiều đứa con đông, nhà nghèo, làm ăn không được, còn người kia con ít mà làm ăn nên, thì thôi mình phải nhẹ bên kia. Rồi nhiều khi, đôi khi mình cũng phải xin bên kia, mình rót vào bên này. Nhưng mà rốt cuộc tất cả cái đó nó cũng chỉ vì tình thương thôi. Nhìn thì có vẻ không bình đẳng đó, nhưng mà thiệt sự ra thì không phải là không bình đẳng, mà mình biết tùy theo mọi cái hoàn cảnh của mỗi người mình được. Quý vị múc thức ăn tâm bình đẳng chứ. Nhưng mà một bà cụ đi tới thì mình đưa đít thôi. Trời, đưa cho bà cụ bằng đứa thanh niên ăn vậy hết. Chứ mình đưa vậy nó để chi vậy? Bình đẳng. Cái này mình đẳng, bình đẳng mà mình không có hiểu. Mình phải nhìn đối tượng ăn chứ. Cái người già ta đâu có ăn bao nhiêu, mà thậm chí người già mình có nhiều, mình họ làm việc gì mình cũng phải nhờ việc, nhưng mà mình phải lựa sức người ta mình đưa. Bà già thì đưa khiên gạch, nít thì bưng rau cải. Quý vị hiểu ý không? Tức là bình đẳng đó. Mình phát thức ăn là bình đẳng đó, nhưng mình tùy đối tượng. Con nít nó nhỏ quá, nó ăn cũng không nhiều, để ít thôi. Và thậm chí còn phải lựa món ăn nào nó có thể ăn. Thường thường ở trong khóa tu cho con nít đó, là thức ăn của con nít nó sẽ khác hơn thức ăn của khóa tu người lớn. Thức ăn của người lớn đó là nào, là thế nào cũng phải có miếng rau luộc, có miếng nước tương kho, tô cháo quậy gì là thôi hạnh phúc rồi. Nhưng mà một con nít mà mình cho nó vô tu kiểu này á, chỉ một ngày thôi nó gọi má nó rước về, phải nấu đủ các món mà tuổi trẻ nó thích. Vậy thì cái hành động nó có khác, nhưng mà bình đẳng không? Bình đẳng. Cho nên cái chữ bình đẳng đó không có phải là lúc nào mình cũng đối xử giống nhau, nhưng mà trong cái đối xử giống nhau phải có tự giác, phải có chánh niệm. Cũng không có tâm sang tật tham cuốn. Đây là bốn cái tâm bất thiện. Sang là gì? Chữ sang là keo kiết, sang tham đó. Chữ sang là mình keo kiết. Mà thế nào gọi là keo kiết? Thí dụ như mình tham cái gì mình muốn gom là tham. Còn sang nó còn hơn tham nữa. Chỉ muốn xài của người mà không muốn xài của mình. Cái đó gọi là sang. Mà thí dụ như trong kinh nói là có năm thứ sang. Sang chỗ ở. Có nhiều khi sang bạn bè nữa. Mình quen một người bạn tốt, không muốn giới thiệu cho ai hết, tại sợ người ta cũng quen rồi tình cảm bị chia chát. Một người đó biết mình thôi, muốn mà giới thiệu cho người khác thì người khác quen rồi tình cảm sẽ sớm chia, và thậm chí người này có nhiều cái cho mình mà sợ biết người thêm người thì lấy sẽ mai mốt mình sẽ nhận ít lại. Sang giáo pháp. Cho nên ở trong cái kinh, trong cái bài cúng cô hồn đó, trong cái bài cúng cô hồn chỉ nhắm tới gì? Nguyện giai bảo mãn xả sang tham. Nguyện các vị cô hồn đều no đủ mà bỏ cái sang tham. Thường thường á, mình mà đói bụng á, lấy thức ăn khác. Mình no rồi lấy thức ăn khác, mà ngán rồi lấy khác. No, đói và ngán, thậm chí chê dở lấy khác.
Cho nên các vị người ta tùy vào những cái, nhiều khi mình đói bụng đó là bắt đầu mình lấy thôi là lấy, nhưng mà ăn đó là ăn nhanh mà cảm thấy là mình rất đói. Nhưng mà khi nào mình no rồi nhìn biết liền, và bữa nào mà ngán rồi là nhìn còn biết giữ nữa. Thí dụ vậy. Cho nên khi mình đủ là liền bỏ cái sang. Nhưng mà có nhiều khi người ta đủ rồi người ta vẫn muốn gom cất để dành. Cái này chính là cái sang. Không có sang tật. Tật là gì? Tật là tật đố, là ganh tị. Không có tham thì mình biết rồi. Cuốn là gì? Cuốn là dối trá lường gạt. Mình dối trá người ta vừa tình tiền, mà hễ mà dối trá mà có mặt á, thì nó trở ngại sự ngay thẳng ở nơi con người. Chuyện không cần thiết dối trá cũng dối trá, tại nó thành một cái tập nghiệp rồi. Cái chuyện nó không cần nói dối mà cũng cứ nói dối, thì cái đó nó thành ra cuốn. Cho nên là sang tật tham cuốn, không, tâm mình không có cái đó. Vậy đây là cái tâm bất thiện. Sâu tinh kinh điển vi diệu đại thừa. Kinh đại thừa đó là những cái kinh mà nó chứa đựng cái nghĩa lý sâu xa lắm, nhưng mà đôi khi mình không có hiểu thì mình lại chê bai. Thí dụ quý vị đọc kinh Địa Tạng, kinh Pháp Hoa, nói những cái chuyện mà mình khó chấp nhận lắm. Nhưng mà nhớ là có những cái mình không biết, chưa hiểu được cái thâm ý, thì chúng ta không dám vội phê phán, sợ mình có lỗi. Cũng chẳng mến luyến giàu sang kiêu căng phóng dật. Tại sao không mến luyến? Tại vì giàu sang bao lâu? Quý vị nhớ cái câu không? Nhớ xưa Vương Khải thạch sùng. Và gì nữa? Công danh phú quý cũng chung một thời, của đời trả lại cho đời, giàu sang mà khỏi luân hồi đẳng chắc. Vương Khải thạch sùng biết không? Ông Vương Khải dân thạch sùng là hai ông nhà giàu. Hai ông giàu quá rồi giờ không có chuyện gì làm, cái buồn quá rồi bắt đầu đem ra đấu với nhau. Nói gia đình tôi, bây giờ tôi với ông đấu đi, thể nhà này có món này mà nhà kia không có là sẽ thua. Thì cuối cùng cái ông Vương Khải, ông đưa thí dụ đưa ra cái dây chuyền, thì ông thạch sùng cũng có dây chuyền, ông đưa ra cái hột xoàn, ông kia cũng có hột xoàn. Cuối cùng Vương Khải đưa ra cái nồi đất, ông thạch sùng không có cái nồi đất. Tại sao biết không? Tại nhà giàu thì nấu toàn nồi inox, nồi class được thôi, chứ đâu có làm gì mà có cái nồi đất. Thì ông thạch sùng ông mới thua hết tài sản trong Vương Khải. Ông tức quá ông mới chết, ông thành con thằng lằn. Bây giờ quý vị có nghe con thằng lằn nó kêu không? Uổng quá, uổng quá. Người Nam thì kêu con thằng lằn, người Bắc là kêu con thạch sùng. Mà thạch sùng chính là tên của một nhân vật, tên là thạch sùng. Vì người, cho nên cái bài sám đó người ta mới lấy hai nhân vật này ra, người ta đưa lên một cái ví dụ. Nhớ xưa Vương Khải thạch sùng, dẫu cho phú quý cũng chung một thời. Một thời thôi, nhưng mà cuối cùng là của đời trả lại cho đời, giàu sang mà khỏi luân hồi đẳng chắn. Cho nên bây giờ mình có giàu sang phú quý thì mình cũng đừng có dính mắt. Mình biết là tại cái phước hữu lậu mình nó có. Đấy không? Đời phước mình có cho nên mình có cái này. Nhưng mà chính những cái này cũng tạm thôi. Cái đẹp của mình nó mãi mãi không? Cái trẻ của mình nó có mãi không? Cho nên người nào mà dính vào cái đẹp của mình, cái khỏe của mình, cái giàu sang của mình, tiếng Hán Việt trong nhà Phật gọi là kiêu. Kiêu là gì? Kiêu là mình kiêu căng, hãnh diện với những gì mình có. Nhưng mà tại sao không được kiêu? Là tại vì những cái mình có nó không có tồn tại, nó không có mãi mãi. Thí dụ mình có sức khỏe, kiêu lấn bà già. Thí dụ vậy. Có ngày mình cũng đi vào cái tuổi này. Cho nên có tuổi trẻ không có kiêu, lúc giàu cũng không kêu. Tại vì cuộc đời này không ai bảo đảm mình sẽ giàu mãi.
Lúc khỏe cũng không kêu. Cho nên trẻ, đẹp, giàu không kêu. Cho nên kêu, mà nó kêu nó đi với mạng. Mạng là gì? Mạng là mình bị đắm chìm dính mắc với những gì mình chưa có nhưng mình tưởng mình có. Ví dụ bây giờ mình đang ăn khoai lang, sáng nào cũng ăn khoai lang, và mình hay gọi với một cách rất là sang trọng là sáng ăn khoai, cho nên mình khoái ăn sáng. Chờ đi nào, mốt tôi trúng số thì cho anh cái biệt thự. Thí dụ vậy đó, này là mạng nè, chưa có mà cứ nghĩ mình có. Ví dụ vậy đó. Mình không có chẳng mến luyến giàu sang kiêu căng phóng dật. Hễ mà mình có của đó là mình thường hay phóng dật là gì? Xài xả láng, không có biết suy nghĩ. Chỉ phóng dật là mình buông lung, mình không có thắng được. Mà thường thường con người mình á, có mình mới phóng dật. Thí dụ như mình có của mà không có biết tư duy cách xài, thôi xài xả láng. Cho nên đó, quý vị nào quy y hay hỏi Pháp Hòa đó, vậy cái giới thứ năm có được uống rượu không? Tại giới thứ năm đó không cho uống rượu đó. Thì Pháp Hòa mới giải thích, Pháp Hòa mới nói thí dụ mình trong xã hội của mình còn bạn bè giao tiếp, quý vị có được quyền uống, nhưng mà uống xã giao thôi, đừng có uống xả láng. Mà uống xã giao nghĩa là để mà mình mệnh danh là xã giao là mình uống có chừng mực, mà mình xả láng là sẽ khổ. Đầy đủ sức nhẫn nại, chí nguyện không thối thất. Mình tu ai, mình làm gì trong cuộc sống phải có cái chí nguyện. Cũng giống như mình ráng, mình phấn đấu, mình nuôi con mình để cho nó khôn lớn lên người. Nếu mình là một người mẹ độc đơn thân, một người cha đơn thân, thì mình phải có một cái chí nguyện để mình sống. Cũng như các thầy thôi, đi tu mà không có chí nguyện khó tu lắm. Tại cuộc sống tu hành nó không có vững chãi. Cho nên mỗi một người tu phải có cái chí nguyện của mình. Chí nguyện của mình đó là đi hoằng pháp lợi sinh. Chí nguyện của mình đó là xây dựng đạo tràng nhiếp chúng, tức là mở chùa nhận chúng để dạy. Chí nguyện của mình đó là lăn xả vào đời để phụng sự xã hội, đó là làm từ thiện xã hội. Nhưng mà quý vị nhớ, dù mình ở trong chùa, mình nhận chúng, mình dạy, mình tu, hay là mình đi thuyết pháp, giảng kinh, hay là mình đi làm việc từ thiện xã hội, mặc dù điều đó nhìn vô là tốt hết, nhưng có bao giờ ta để mình yên đâu. Cuộc sống đâu bao giờ người ta, mọi việc người ta tán thán ca ngợi hoài đó. Người ta thế nào cũng có những cái lời nói khó nghe. Nhưng chí nguyện không kiên cường thì không làm được. Cho nên có chí nguyện phải kiên cường. Cho quý vị nhớ cái bài mà kính mến thầy không? Hôm nay thầy về đây đó, chúng con xin kính mừng thầy trong giờ phút vui này. Vui quá không biết làm gì, chúng không biết làm gì đây. Nhưng mà chúng con nguyện tinh tấn, diệt tan tham sân giận, gì đó, ánh đạo hằng mong tiến lên dần. Dù bao nhiêu gian khổ, dù gặp nhiều nguy khó, rồi gì nữa, lý tưởng chúng con vẫn tôn thờ. Giờ mà mình tụng cái bài sám nè, dù phải chịu muôn ngàn gian khổ, con dốc lòng vì đạo hy sinh. Nương từ quan tìm tới bảo thành. Bảo thành là cái chỗ tột cùng mà mình muốn tới. Đặng tự giác, giác tha viên mãn. Trên con đường mình tu, mình tự giác. Nhưng mà trên cái đường đi đó, mình thấy ai có khả năng mình giác được, mình giác luôn. Cái đó gọi là tự giác và giác tha. Tự lợi, lợi tha. Tự độ, độ tha. Đó là cái lý tưởng của người tu. Cho nên chí nguyện không thối thất, ý thức thanh tịnh ở A Lăng Nhã. A Lăng Nhã tiếng Phạn là Arana, dịch là tịch tỉnh. Nó có hai trường hợp. Có những cái trường hợp là mình thích ở nơi vắng lặng,
Đó là mình thích ở. Giống như là mình lên đây mình thích cảnh núi rừng ở đây. Mình qua tu viện Tây Thiên, thích tu viện Tây Thiên ở trong farm yên lắng. Ở đây quý vị còn nghe xe của freeway lái. Quý vị lên Tây Thiên là không nghe gì hết. Lâu lâu nghe tiếng xe lửa thôi. Đó là cảnh của A Lăng Nhã đó. Nhưng mà mình thích ở cảnh A Lăng Nhã mà mình phải có cái hạnh tu A Lăng Nhã. Hạnh tu A Lăng Nhã là gì? Là cái hạnh sống đơn giản của mình. Cho nên nó nhiều khi người ta nói ồ thầy đó tu hạnh A Lăng Nhã đó, là quý vị biết là quý vị này tu cái hạnh đó, nói theo đơn giản là tu khổ hạnh. Tu khổ hạnh, mà thật ra thì khổ hạnh thì cái chữ A Lăng Nhã là chỉ cho những vị thích sống ở trong cái nơi vắng lặng, yên tĩnh. Chẳng nương ở quyến thuộc, lợi dưỡng danh vọng. Thường thường mình quy y đó, quý thầy hay nói vậy nè. Quy y, ngày mai đây quý vị quy y phải không? Sẵn quý vị biết chữ quy y nha. Chữ quy là quay trở về. Chữ y nghĩa là nương tựa. Quy y là quay trở về nương tựa. Nhưng mà lâu nay mình nương tựa với ai? Chồng con, gia đình quyến thuộc, bà con. Nhưng mà những cái nương tựa này á, nó khác á. Tại sao phải không? Thương thì ta cho nương, ta cho tựa. Mà không thương thì ta rút, phải không? Nhưng mà quý vị nương tựa với Tam Bảo thì không thay đổi. Tại vì bản chất của Tam Bảo là bất cải. Tam Bảo có sáu nghĩa, trong đó có một cái nghĩa là bất cải, là không có thay đổi. Mình có thể thay đổi với Tam Bảo đó. Bệnh tụng hoài không hết bệnh, tự nhiên tôi ra tôi lại cái cục đá kia nó hết bệnh, từ đó về sau là không thờ ông Phật, giờ thờ cục đá, ví dụ vậy đó, nhiều lắm. Thế là mình bất cải. Nhưng mà nhưng hoặc là khi mình bệnh á, mình đến mình tìm, mình cầu nguyện, mình làm ghê gớm lắm, nhưng mình khỏe rồi nó không thấy mặt mà quý mình đâu hết trơn. Nhưng bữa nào mình buông cái mình trở lại mình kiếm Phật, là Phật vẫn ngồi yên đó cho mình. Bất cải mà nó lại đó. Nói cách khác là giáo pháp của Đức Phật đó không có hề gọi là kỳ thị ai hết. Người nào khổ cũng có quyền tiếp nhận giống nhau. Cho nên có một hôm á, mới vừa đây lễ Phật đản thì có một bác nọ đạo chúa lên nói thầy, thầy tôi đạo chúa tôi tắm Phật được không? Tôi nói dạ được, ai cũng cần phải tắm. Quý vị hiểu câu đó, nói chuyện thường thôi, nhưng mà suy nghĩ kỹ, tâm ai không cần gột rửa? Đâu phải chỉ Phật tử mới gột rửa, phải không? Ai cũng phải ăn, ai cũng phải tắm, thì ai cũng cần sự thanh tịnh. Tắm Phật chỉ là một biểu tượng gột tạch sạch cái tâm. Hỏi tôi lại Phật được không? Dạ được, tại vì lại là biểu tượng, biểu trưng cho cái tâm thành kính. Vậy thì ngược lại, Phật tử mình bước vô nhà thờ, mình cúi đầu mình xá chào Đức Chúa được không? Tại sao không được? Rồi thậm chí quý Phật tử tại gia thờ ở trên là thờ Phật, dưới mình thờ ông bà, thầy đó mà có đến lại Phật, mà thậm chí quỳ mình trên Phật lại luôn bà mình được không? Có sao đâu. Thầy mà sống được như vậy thì đức hạnh của thầy càng tăng chứ. Ông bà nào mà tội lỗi? Có nhiều vị nói lại như vậy ông bà tội lỗi. Nếu mà một vị thầy, thí dụ bây giờ ông bà mình còn sống đi, không lẽ thầy tới nhà thầy chỉ lợi xá Phật thôi, ông bà mình ngồi bên đó thầy đi ngang thầy không chào hỏi nữa. Nếu ông bà còn sống, ông bà ngồi đó thầy cũng phải tới, thậm chí thầy còn chào dữ dội hơn nữa. Mô Phật, bà khỏe không? Bắt tay rồi làm rần rần lên. Còn giờ ta chỉ ngồi chỗ mình cuốc có ba cuốc rồi mà thắc mắc gì. Cho nên á, mình phải, cái tâm của mình phải là tâm của Đại Thừa. Cái chữ Đại Thừa không có nghĩa là giáo lý gì cả. Cái tâm sống của mình, anh làm một cái việc rất nhỏ mà anh làm bằng tâm Đại Thừa. Cho nên là Mother Teresa nó nói một câu rất là hay: You don't have to do something great
You can do something small with your great heart. Anh không cần làm việc gì lớn lao. Anh chỉ làm một việc nhỏ cũng được, nhưng mà việc nhỏ đó làm bằng trái tim rộng lớn. Cho nên đại chúng Phật tử, mình phải hiểu cái chữ đại thừa và tiểu thừa, nó thoát ra được những cái nghĩa mà như thường chúng ta nghĩ. Tiểu là nhỏ, đại là lớn. Không phải ở cái amount, không phải ở cái shape, cái hình thức, mà cái tâm lượng. Mình có một chén cơm mà chia 30 người ăn, thì chén cơm đó là cơm đại thừa. Nói theo gì, lịch gì, cổ tích Việt Nam là cơm thập sanh. Cho nên cái chữ quy y là nương tựa. Mình nương tựa với Tam Bảo là tại vì giống như con thì có thể từ chối cha mẹ, nhưng mà cha mẹ đâu bao giờ từ chối con, phải không? Nếu có đi vòng quả đất tròn, người trong con mỏi mòn cũng không ai ngoài mẹ. Mình đi hết cuộc đời này, chỉ người mà trong đời mình nhất chỉ có mẹ mình thôi. Thậm chí người yêu mà có ráng chờ đi nữa thì cũng thời gian thôi, chứ cũng không có lâu, chỉ có cha mẹ. Thì Phật cũng thế, Tam Bảo cũng thế. Cho nên trong này mới nói là mình không có nương tựa, nghĩa là đừng có bám víu. Tại vì cái tâm của chúng sanh thay đổi, vậy thôi chứ không có ý khác hơn. Mà mình dính mắc cái đó là mình khổ. Chẳng nương ở quyến thuộc, lợi dưỡng danh vọng. Hai cái này còn dữ dội khổ nữa. Lợi dưỡng danh vọng. Pháp Hòa có sám hối sửa lời bài hát một chút. Quý vị có nhớ cái bài mà khi biết em mang kiếp cầm cá, đêm đêm phòng trà mang tiếng hát cho người đời. Bài đó tên gì? Pháp Hòa cũng sám hối sửa một chút. Khi đã mang manh áo người tu, ta xin bằng lòng mang giáo pháp cho người đời. Nguyện rằng không lui bên lòng ai ơi, cùng đi trong thánh thơ. Lòng trong sáng ai ơi, xin nhìn trong mấy trọn đời. Khi biết rằng đời người tu sĩ sống vui và sống bình an. Trong đó nó có một câu: tình yêu em sờ tình yêu. Thì người tu mình lời danh ta sờ lời danh, vì lời danh như là hương hoa. Lỡ mai sao ta mất lời danh, ta khổ thật nhiều. Mình, con người mình nó có hai cái khổ: không lợi thì danh. Ví dụ bây giờ á, mình nó chưa nổi tiếng, mà nổi tiếng là có danh. Nhưng mà nhiều khi mình lấy cái danh mình kiếm lợi, phải không? Nhiều khi có đời có nhiều người, người ta chỉ được có nhiều tiền nhưng mà có danh, thì ta lấy tiền ta đi kiếm danh. Rồi có nhiều người ta có danh nhưng mà ta thiếu tiền, thiếu lợi, thì người ta mượn danh người ta đi kiếm lợi. Cho nên gọi là lợi danh. Mà thường xưa giờ các bậc cổ nhân cũng thường dạy: mùi phú quý nó giữ làng sa mã, bả công danh nó lừa gã công khánh. Quý vị nhớ mấy câu đó không? Ở trong đâu? Hình như là Cung Quán Ngâm Khúc phải không? Giấc nam kha khéo bất bình, bừng có mắt dậy thấy mình tay không. Mà người xưa người ta hay ví lợi danh nó chỉ là cái bả đó. Giống như mình nhai sắc mía, mình nhai mía mình hết nước rồi là nhả bả thôi. Rượu mà người ta lấy nếp lấy gạo mà người ta làm ra rồi là bả rượu thôi. Cho nên mùi là mùi là mùi làng sa mã nó gì, mùi bả công danh nó lừa gã công khanh. Công khanh là những người làm quan, cái công danh nó đã dụ dỗ cái người đó. Bả công danh nó lừa gã công khanh, nhưng mà cuối cùng giấc nam kha khéo bất bình, bừng con mắt dậy thấy mình tay không. Giấc nam kha là một giấc ngủ ngắn. Có cái ông đó, ông đi thi về đó, ngủ dưới cái cây.
Rồi cái ông thấy ông được là đậu làm quan, được vua gả công chúa, được làm phò mã, nhiều tài danh, nhiều chức quá. Cái một ngày nọ vua sai đi đánh giặc, đánh thua, về vua chặt đầu. Cái lúc mà chặt cái đầu cái phốt, cái ông nói tha tôi. Ông giật mình thấy kiến cắn kiến cắn vô cây. Cho nên người ta hay nói những cái câu mà lợi danh nó giống như là một cái nồi, một cái bữa nấu cháo thôi. Giàu sang chưa chín một nồi kê. Quý vị biết kê không? Kê nấu mau hay lâu? Hả? Đậy nắp lại nấu chút là xong phải không? Vậy mà cái giàu sang nó nhanh, nó nhanh đến mức độ là nồi kê chưa chín mà lợi danh đã tàn. Chẳng nương ở quyến thuộc. Thì bây giờ mình đến đây là mình mới thấy là thí dụ như trong lòng mình, mình có những cái nhận ra được cái đó. Thí dụ nè, hôm qua có một em, ông ấy thằng như Pháp Hòa là đi làm, đi làm rồi thì bị những cái cấp trên đó tìm cách đuổi. Thì cuối cùng Pháp Hòa chỉ nói với em câu, nói thôi con cứ coi như con không đủ duyên chỗ đó, nhẹ nhàng. Thì nó mới nói là lúc đó con cũng thoáng buồn, vì con nghĩ là con đã hành xử những cái gì mà trong khả năng của con làm. Nhưng mà khi họ bắt lỗi con thì con cũng giải thích, nhưng mà cuối cùng họ cũng không có quan hệ. Tại có nhiều khi con người, người ta ở trong một cái cương vị nào đó, người ta không thể chấp nhận được cái sự khinh suất đó. Giống như vua mà không chấp nhận được sự khinh vua vậy, phải chặt đầu vậy. Thì cũng thế thôi. Cho nên mà khi mình nhẹ rồi đó, thôi kệ đi, không có, mình mất cái này rồi mình mất cái duyên này, mình gầy cái duyên khác. Mình nhẹ được cái đó là mình lóe được cái ánh sáng. Ánh sáng của gì? Công danh, công danh phú quý. Cái bài mà Pháp Hòa hay tháng lúc mà chăm trà: cuộc đời tựa thể chim bao, công danh phú quý hơi nào mà mong. Cuộc đời nó giống như là pháo vậy không? Càng nổ lớn thì sát pháo nó càng nhiều. Rồi các tổ mới nói: người đời nghĩ kỹ mà coi, giờ không toan liệu sao rồi làm sao. Thân như pháo đã châm ngòi, nổ vang một tiếng rồi coi thế nào. Chỉ cần mà nó dừng lại đó. Như cái cô Phật tử có mặt ở đây, có người thân ra đi rất là nhanh và không có nghỉ luôn. Cho nên á, mình có chứ không phải là các ngài biểu mình bỏ nha. Nhưng mà thí dụ như lỡ mà nó có mất thì mình cũng buồn chút nào đó, rồi mình lóe ánh sáng lên, tất cả đều phải buông bỏ. Cho nên Phật dạy ở trong kinh Hải Đảo Tự Thân, các thầy phải quán chiếu như một nhánh cây. Cây nào mà nó cao thì nó phải gãy đổ trước. Ở trong đại chúng ngồi đây, người nào lớn tuổi phần nhiều là ra đi trước người trẻ. Dĩ nhiên có những trường hợp ngoại lệ, nhưng mà mình nhìn theo cái thường thôi, người nào lớn tuổi thì người đó phải ra đi trước. Chính tôi đây cũng vậy. Đức Phật nói xong, Đức Phật nói con đó: chính tôi đây cũng vậy, một ngày nào đó tôi cũng phải từ giả buông bỏ các thầy. Cho nên á, chỉ có nương tựa với ai là vững chãi? Chỉ có nương tựa với chánh pháp. Chánh pháp là gì? Là chân lý, là lẽ thật. Cho nên khi nào mình hụt hẫng thì chánh pháp đó có mặt, nó giúp cho mình bừng lên, sáng lên. Thí dụ mình mất của, hay là mình lỡ mình bể cái gì đó, thì tự nhiên mình có một câu đi ra. Người Hoa có một câu cũng hay lắm: hễ mình lỡ mà rớt cái ly bể đó, thay vì tiếc của đó, tôi nói ô hoa khai phú quý, hoa khai phú quý. Nghĩa là hoa mà nở thì sự phú quý nó có mặt. Nghĩa là giống như cái nắp mà nó rớt xuống, giống như hoa nó nở là phú quý nó có. Có một năm, năm đầu 2021 á,
lạnh quá đó. Ở tu viện Tây Thiên là bể ống nước, nguyên cái chánh điện là bể ống nước hết, coi như là ống nước nó bị lạnh quá rồi, nó tét cái ống rồi, nó nước nó đổ ra rồi nó làm hư hao toilet gì trên chánh điện là bể hết mấy cái bồn cầu. Quý vị tưởng là nó đông đá nó nứt bể. Rồi có bữa đó thì có năm đó thì cháy gara, ở năm thì nước tràn, tốn tiền muốn chết đó. Nhưng mà vẫn ăn ngủ làm sao, có tiền, có nước, có tiền, dậu sưởi, dậu mắm. Nói vậy đó, vừa biết mình phải chi, nhưng mà nói để và coi như là mình phấn chấn mình. Lửa mà cháy không sao, lửa đốt hết tất cả những cái tai nạn. Chứ quý vị tụng á, tiêu tai các tường thần chú á, án khư khư hế hồng hồng, lửa lửa hãy bừng lên, lửa hãy bừng lên, đốt cháy mọi tai ương, mọi bệnh tật. Câu đó, đó. Án khê khê hế hồng hồng, này hư không hãy uống cạn, hãy uống cạn tất cả những khổ đau, những bệnh tật. Này lửa hãy cháy lên, cháy lên để tốt những tai nạn. Đó là những cái câu nghĩa của cái bài tiêu tai các thường thần chú quý vị tụng. Nam mô tâm mãn đà một đà nẵm á bát ra đề hà đa sá ta nẵm đắc điệp tha, án khê 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 hế hồng hồng, nhập phà ra, nhập phà ra, bát ra, nhập phà ra. Này lửa, lửa hãy cháy lên đốt tai nạn. Này hư không hãy uống cạn những nguồn tai ương. Cho nên mình lóe lên cái chánh pháp á, cho nên Đức Phật dạy á là các thầy đừng có nương tựa vào ai. Mặc dù bình thường quý vị vẫn dạy là nương tựa vô thầy, nương tựa vô người này, nhưng trong tâm mình vẫn biết tất cả sự nương tựa này tạm. Cũng giống như mình có cái áo lạnh á, trời lạnh quá mình choàng cái áo lạnh vô, mình nương tựa cái áo lạnh. Nhưng mà mùa đông mới nương tựa nó, thử mà trời mà nóng chừng mấy chục độ mà nương gì nổi. Phải không? Lúc này là phải cởi ra. Cho nên các tổ thiền sư các ngài mới nói vậy nè: sống như đắp chăn bông, chết như cởi áo hạ. Sống mình mượn cái thân này mình sống, cũng giống như người ta lạnh mà người ta mượn một chiếc áo bông mà người ta choàng lên cho nó ấm vậy đó. Sống như đắp chăn bông, nghĩa là mình sống thì phải nương nượng, nương nước nè, nương gạo, nương cơm, nương bánh, nương đủ thứ hết nè, phải không? Vậy thì mình nương không chứ gì nữa. Nhưng mình nhớ tất cả những cái nương này nó có mãi mãi không? Không. Hồi sáng nương chén cháo phải không? Nương cái bánh giò phải không? Nương gì nữa? Nương ổ bánh mì, nương ly sữa, trời sáng mà nương quá trời. Vậy mà chừng 12 giờ là bắt đầu mấy cái nương nghỉ đâu hết trơn. Giờ chờ trong kiển đánh để đi nương tiếp. Rồi quý vị nương, mình nương vậy xong rồi á, mấy tiếng đồng hồ cái nó trả, trả cái đi kiếm nương. Hồi trẻ đưa cái gậy mắc cỡ không cầm đâu, tới già rồi gậy tao đâu bay. Phải không? Hồi lúc mà trẻ đó, hồi Pháp Hòa mới đi học high school, trời ơi thấy mấy đứa bạn đeo kiếm nhìn trí thức quá. Em này cho tao mượn đeo chứ. Nó mày đeo chi? Đeo cho tao nhìn giống trí thức. Nó mày đeo hư mắt? Ờ tao cũng cầu cho tao mau hư mắt để tao đừng đeo kiếm. Tới hồi mà hư mắt thiệt rồi đó, khổ lắm. Tại vì đeo thì mình khó chịu mắt, mà bỏ ra thì nó dễ chịu, mà đứng dậy cái quên đạp nó gãy, gãy kiếm hoài. Cho nên mình biết rằng những cái nương mình cần nương, nhưng trong tâm trí mình vẫn lóe lên một ánh sáng, mình chỉ là tạm nương. Cho nên người xưa người ta hay nhắc mình á, sanh ký tử quy. Sanh á, gửi, sanh ký nghĩa là sống thì gửi. Hả? Gửi gì? Đây, cuộc đời này mình gửi nè, gửi thân đây. Cho nên Pháp Hòa thích tụng mấy cái bài sám đó, tại những cái bài sám nó hay lắm. Người đời ai ai dễ sống lâu, cuộc đời này là thân này chỉ gửi tạm thôi, đây là mình gửi hết. Cho nên các thiền sư sống như đắp chăn bông. Bây giờ anh lạnh, anh mượn cái áo bông đắp vô, chẳng khác nào mình sống, mình nương hết tất cả.
Nhưng mà khi mình đủ rồi đó, quý vị thấy không, tới hồi mình đói bụng coi, cái gì đưa cũng bỏ vỡ, mà tới hồi no con trời ơi bố thí, ăn đi ăn đi ăn. Nói dễ thương chút, ăn phụ tôi với. Còn nếu mà không, mình nói cao siêu chút nữa, tôi đem cho anh cho chị. Nhưng mà thiệt sự là cho tôi. Nhưng mà tôi no quá. Gửi hết, mương hết. Nhưng trong tâm vẫn biết mình nương nó. Sống thì gọi là sanh ký tử quy, sống gửi thác về. Sống gửi thác về, sanh ký tử quy. Rồi bây giờ mình sống và mình gửi thân mình trên mặt đất. Tới hồi mình nằm yên chỗ đó, phải gửi thân ở dưới lòng đất. Cái phải đi ra ngoài xin thổ địa. Lúc sống vô ở nhà nào phải xin ông thổ địa cho con vô đây con ở. Tới hồi mình chết rồi bưng ra ngoài kia cho con gửi vô đây một chút. Thánh tử gửi không nào. Thậm chí quý vị cúng dường với thầy, quý vị cũng chưa gửi nữa. Thầy cho con gửi. Phải hoài đùa nó gửi chừng nào lấy. Cho nên thưa đại chúng, nói như vậy là mình đừng có hiểu lầm ý Phật, biểu mình buông ha. Nhận cái gì biết nương thôi. Mình không có mình phải nương. Nhưng mà tất cả những cái nương này nó chỉ là tạm khi mình cần thôi. Cũng giống như quý vị không hiểu thì mượn chữ nghĩa, nương chữ nghĩa. Nhưng mình nhận được cái ý rồi, quên chữ nghĩa. Không thấy mặt trăng, lấy ngón tay chỉ, đây mặt trăng đây. Thấy mặt trăng rồi, đừng nhận ngón tay là mặt trăng. Và trong kinh hay dùng cái từ đó, nhất thiết tu đa la như tiêu nguyệt chỉ. Tất cả những kinh điển giáo lý giống như là ngón tay chỉ trăng. Thấy được mặt trăng rồi thì cứ ngắm trăng mà đừng ngắm ngón tay. Nhưng nó chỉ là một phương tiện chỉ thôi. Kinh điển cũng vậy. Kinh điển là lời dạy đi cho mình nhận được cái đạo lý. Nhưng mà nhận được đạo lý rồi thì đừng chấp chữ nghĩa. Vì sợ mình chấp chữ nghĩa cho nên Phật mới tuyên bố một câu: tôi thuyết pháp 45 năm nhưng tôi chưa từng nói một lời nào. Vì các ngài sợ mình bị dính vào mấy cái chữ nghĩa này. Cho nên đi thỉnh kinh ở cho thầy trò từ ngày Đường Tăng mà đến Tây Thiên mà thỉnh kinh, xin thỉnh chân kinh. Chân kinh là không có chữ. Chân kinh là không có chữ. Cái chỗ tột cùng của đạo là không có ngôn ngữ chữ nghĩa để nói. Còn mình như bây giờ trong cuộc sống, mình phải show cho người ta biết một chút gì mình thương, mình yêu, mình hiểu. Cho nên các ngài hay dùng cái câu: xin các bậc cao minh nhận ý quên lời. Ta viết sách cho mình đọc, nhưng mà đọc xong cuốn sách rồi nhận ý thôi. Chữ nghĩa lời lẽ ta đừng bận tâm. Và giáo lý còn dạy mình gì nữa: y nghĩa bất y ngữ. Hãy y cái nghĩa mà đừng có nương vào cái nghĩa, mà đừng nương vào cái chữ. Vì đôi khi cái chữ nó làm mình khổ. Thí dụ như người Huế mà gặp các cô lớn lớn chúng chào mụ là ta mừng, kính trọng. Người miền Nam mà gặp nó: ê mụ. Không được à, phải không? Cho nên cũng cái chữ à, mà ra ngoài kia một chút là thôi, ta mừng thấy cái chữ nó cao nó đẹp. Vô tới trong này chữ nghĩa nó, cái chữ mụ nghe nó kỳ đó, thấy không? Nhưng mà nếu mà mình nhận ra được, mình đừng có chấp vào cái chữ đó, mình nhận cái nghĩa thôi. Y ngữ, y nghĩa bất y ngữ, nương cái nghĩa thôi, đừng nương cái chữ. Y trí bất y thức, nương cái trí nhận biết, đừng có nương cái nhận thức của mình. Nhận thức là sai lầm. Cho nên Phật mới gọi là vọng tưởng, hay là tri giác sai lầm. Pháp Hòa nói rõ cái chỗ này để đại chúng đừng có hiểu lầm ý Phật. Đừng có nghĩ rằng đạo Phật dạy mình đã buông xuôi hết tất cả. Không. Cái gì mình cần cứ nhận. Nhưng mà trong khi mình nhận vẫn biết tạm. Vẫn có thân nè, bệnh phải uống thuốc nha. Bệnh phải uống thuốc. Đừng nói thôi Phật dạy thân này giả, uống chi. Thân ăn chi, ăn lát cũng ra hết, ăn làm gì. Rốt cuộc không làm gì hết. Phải không? Biết ăn cũng ra mà phải ăn. Ăn để chi?
để mà nó sống. Sống để làm gì? Sống để tu. Mượn cái thân này để tu, chứ là tu thân. Cái thân này mà nó mất uổng lắm, tại vì không biết khi nào mới có nữa. Nhất thức nhân thân, vạn kiếp bất phục. Một lần mất thân, 10.000 kiếp nữa vẫn chưa biết có được thân không. Mà nếu có được cái thân, chắc gì cái thân nó trọn vẹn. Mắt, tai, mũi, miệng, thân ý, nhiều khi mình sanh ra cái thân nó khiếm khuyết. Cho nên mình biết rằng đời này mình được có cái thân mà mình đã, nếu mà nói cho cùng là mình đã phung phí đã 50 năm, đã không biết xài thân này 50 năm rồi. Bây giờ nó những năm còn lại không biết bao nhiêu. Cho nên phải lập tức tu mau kẻo trễ. Từ khi mình hiểu đạo rồi phải lo tu. Tu không phải cạo đầu mặc áo gõ chuông gõ mõ gì ông dùng. Chỉnh đổi hành vi. Tu là gì? Tu là cải đổi hành vi. 50 năm trước mình sống dở lắm, nói ra người ta buồn, nhìn người ta sợ, ở người ta run. Bây giờ mình tu như thế nào để người ta nhìn, người ta thương, ở mà ta thích? Còn hồi xưa mình ta nhìn mình ta sợ, mình chỉ ở thôi mà ta ngồi kia ta run. Cho nên trong kinh Pháp Cú nói không? Dí như nhiều cành hoa kết thành một tràng hoa, chỉ ở thân sanh tử làm được nhiều thiện sự. Quý vị thấy không? Người nào cũng một đời, một con người, một mạng sống thôi. Nhưng mà nếu cái ý chí mình gia vô trong cái thân đó, thân này làm biết bao nhiêu việc, làm rất nhiều thiện lành, rất nhiều thiện sự, chứ không có phí. Hiểu được cái chỗ đó rồi mình mới hiểu đúng cái đạo Phật. Đạo Phật không có dạy mình buông bỏ cái gì hết đó, nhưng mà không dính mắc thôi. Cần thì cứ mượn nương, nương mà không khổ. Cho nên là người ta bỏ thì thương, vương thì tội, phải không? Đạo Phật dạy mình khác. Bỏ thì thương, vương mà không nặng. Vương mà không nặng. Tại vì sao? Tại vì người ta vương mà người ta cảm thấy nghiệp. Còn mình vương là mình thấy cái nguyện. Thí dụ bây giờ mình lỡ mình nuôi một đứa con nó bệnh tật, cái người không hiểu, trời ơi trời, tôi đâu có làm ác gì đâu mà sao thế này thế kia. Phật tử không nói đâu. Tôi nguyện nuôi con của tôi vì đó cũng là một chúng sanh. Biết đâu chừng đời trước trên đường đi tôi đã gặp một chúng sanh khổ này, tôi nguyện độ, mà tôi độ chưa hết, chưa trọn, hay tôi chưa kịp, thì đời này tôi tái sinh nó, không tái sinh nó làm con tôi để tôi giúp đỡ nó, tôi chăm sóc nó. Tại sao một người ngoài tôi chăm sóc được mà con của đứa con này tôi sanh ra tôi lại thấy nó là nghiệp chướng? Mình thấy là nghiệp cũng được, nhưng mà hãy chuyển cái nghiệp thành cái nguyện mới gọi là chuyển nghiệp. Tu là chuyển nghiệp. Mà trong cuộc sống mình có những cái nghiệp mình phải chuyển. Mình không có chuyển cái nghiệp, những cái tập, cái cách sống mà dở của mình thì nó uổng đi. Cho nên khi mình thấy được cái cách sống đó rồi, mình lóe ánh sáng lên, mình thấy được cái ánh quang minh mà trong tâm thức mình đã có.